gọi là chính xác đến 100% không phải 99 nữa, mà đây là thật sự trong từng thời điểm đấy. Cái đơn giản nhất là trong 2 năm vừa qua là sạch, đầu tư là chết, càng đầu tư đốt bao nhiêu như đốt nỏ hoa vàng, chết. Chú nghề kinh doanh bỏ xứ đi người, đi xa xứ lập nghiệp lên danh, có tiền, có của thành đạt. Nhưng khi về nước Việt Nam mình đầu tư nó lại không đúng thời điểm. Đầu tư trong 6 tháng đầu chú rất được. Sau 6 tháng đầu bắt đầu là chú chết. Đầu tiên 6 tháng đầu, trong 2014 là được khoảng 1 tỷ. Đầu tư trong 6 tháng đầu là chú thấy đầu tư được. Sau bắt đầu là dần dần là chú đi. Đi dần là chú đi. Và hai nữa là cái mà chú bỏ thì nó lại lên được, cái chú theo thì lại càng đi xuống. Khoảng tiền bao nhiêu tiền? Bánh tầm này giúp có 6 tỷ của anh có 12 tỷ. Tôi toàn là game thôi. Lúc kinh nào, lúc một ngày có 1 tỷ. Bình thường mà, cái đó. Lúc rồi. Cái đấy bình thường đi. Không có gan làm giàu, lúc máu rồi, mà quyết tâm rồi. Cái đó bây giờ cháu chỉ gọi như thôi, thì từ nãy giờ câu bói của cháu chắc là quẹo bói cháu nó chưa lệch cái gì. Đây chừng này thì đến bên đang rất là quan trọng là xem thay đổi người vì là ở trong miền Nam không có ở đây. Chú lên nhớ rằng là nó là 2021 tháng 11 thì chú mới thoát được lọ ra. Còn đời chú hai lần vỡ lọ rồi. Đây là lần này lần nặng nhất trong cuộc đời của chú, sạch không còn gì nữa cả. Lần trước rất đơn giản thôi. Và chú lên nhớ rằng là trên cái cuộc đời này toàn người dưng giúp chú, còn người nhà chưa ai giúp chú gì. Ngày xưa cũng thường tàu giúp. Còn bây giờ là đang người ta, chính người nhà chú đang dìm chú bằng chết. Không cho chú lên nữa. Và nói những câu nói rất nặng nề. Vợ chồng con cái chú mỗi người một nơi tan đàn trẻ nám. 6 tháng nay là chú lửa sống lửa chết. Lắm lúc chú buồn lắm. Nghĩ quẩn nhưng không làm gì. Cái đấy thì hơi ấy. Nói này, từ khi mà mình nghĩ quẩn nhưng không làm gì. Không, chú hiểu chứ? Từ khi mà biết thiền ấy, là thiền thì mình không quan tâm đến ngoài xã hội nữa. Khoảng một năm nay là mình không quan tâm đến ai nói gì nói gì. Mình để ngoài tay hết là okay. Mới giữ được cái sắc thái này. Đây là nói thiệt sự. Thế từ nãy giờ em nói có câu cái gì sai không? Không có sai. Ý là mọi chuyện là mình giờ không có để trong đầu gì cả. Mà chỉ có sáng là ngồi thiền, tối ngồi thiền. Ví dụ thi đi ngủ là mình ngồi thiền. Cứ ít nhất là 15-20 phút là không mặc kệ ai nói gì đó, không quan tâm đến xã hội nữa. Mới tồn tại cái sắc thái như thế này. Cái ổn nhất trong cái thời điểm này, nếu như mà anh có điều kiện anh ở lại tầm một vài ngày, tầm 3 ngày, 2 ngày, anh có ở lâu không? Ở đây á? Ừ. Sáng mai bay rồi. Sáng mai anh bay à? Cơ hội anh còn ít quá nhờ. Nếu như có điều kiện mà hôm nào anh sắp xếp ra đây ở được tầm 3 đến 5 ngày đến 1 tuần, em sẽ truyền đạt cho anh một cái khả năng, đó là cái khả năng đối trọng của những người vỡ nợ, người ta lấy cân bằng lại rất dễ. Em sẽ lấy lại những cái phong độ mà những lúc mà chưa khi bị sụp đổ, em lấy lại phong độ cho anh được như thế. Câu nói chính trạc và lời nói nó đẳng cấp. Đấy. Và cái phong độ làm được. Tất cả mọi người đều có một cái khúc mắc, và cái khúc mắc ấy đều gỡ được hết. Và gỡ như thế nào, yên tâm sẽ gỡ được. Người ta có cách xử lý, mỗi người có một cách. Ví dụ như anh đang gục ngã ở điểm đó thì anh cần phải có thời gian, đến ngày nào, giờ nào anh đầu tư thì nó mới gái thành quả. Anh nên nhớ rằng là anh đầu tư không đúng thời điểm thì anh đầu tư bao nhiêu tiền vào đều chết hết. Anh đầu tư đúng thời điểm thì thành công đến với anh, nó không khó. Okay. Nếu như anh Facebook và YouTube của em qua thì anh biết rằng em là con người đẳng cấp luôn. Đẳng cấp là ví dụ như là người ta bảo là đến thời điểm này đầu tư là sẽ thành công. Đầu tư thời điểm này chết là sẽ chết. Giống như những gì quả quái anh từ nãy giờ nói, cửa nhà gia sự, gia đình nhà anh chưa lệch một phát này. Bộ bài này nên nguyên hình luôn. Đúng. Cây đầu tiên là cây 7, cây thứ hai là cây áp, cây thứ ba là cây 9. Rồi em còn nhớ từng khuôn một đối với từng cây bài một, nó chưa lệch cái gì cả. Theo cái nhất là cái giỏi đi đôi với thực tế và làm cho người ta nhìn, khi người ta cầm bộ bài và người ta nhìn thấy mình nó đẳng cấp. Em cũng là một thầy trong thế giới thầy bói, nhưng mà em không phải thầy bói. Người ta gọi em là Trạng Đức. Thì em, ngạch của em thì đúng cái thời điểm mà thua đấy, nó quay kéo ra nhưng mà không ra nổi. Anh ra gặp em sớm thì mọi việc là không đấy, như thế này đâu. Khi ông bảo mất rồi mày đừng chơi, ông anh bảo mày đừng chơi nó đi. Mà ông cũng vẫn chơi, ông bảo thôi mày đừng chơi đấy, anh nói thật chứ. Biết không, bán hết đất nhà. Nó vào
mà không nói dối cũng là không phải lừa vợ mà động viên vợ bán, vợ bán đi để mua cái miếng này gấp đôi thì đúng là lên gấp bây giờ lên gấp 10 lần. Nhưng mà bán xong gọi điện anh em mua miếng này được không, anh mua đi đừng có để tiền trên nữa. Sau chỉ có 1-2 tiếng nghĩ phát là ném vào luôn, suy nghĩ kể cả bản thân mình không hiểu là người ta làm gì. Cái này thì không quan trọng đâu. Cái này là nếu như mà anh tới đánh giá sẽ đào tạo anh đã cái kỹ năng, anh sẽ nhìn đến kỹ năng đối trọng em và lấy lại cái phong độ của anh rất là dễ. Cái người vỡ lợ hàng chục tỷ, 20-30 tỷ, những người đó em rất cần, bởi vì em làm lại cái tiền người ta đã mất, kích thích người ta lấy lại những gì người ta đã đánh mất, người ta sẽ giàu có và trở lại và thành đạt rất là vững chắc. Em là một cố vấn và em là chuyên dành những người vỡ nợ. Xuân năm mới những người vỡ nợ nhanh đến tìm em rất là nhiều, và trong những người đấy là người ta tìm phương pháp để cứu vận cho người ta. Phương pháp thì phải sử dụng hành trình của cái quy trình khoa học, và tuyệt đối không được lựa dựa chọn vào tâm linh, cúng bái thần linh như thế là tuyệt đối không được phép. Mà quan trọng nhất đó là cái việc mình phải làm bằng chiến thuật đầu óc, tư duy, tầm nhìn vĩ mô để chúng ta phát triển lại nền kinh tế và lấy lại cái phong độ mà lúc chúng ta chưa bị rơi vào tình trạng vỡ nợ. Tức là cái phong độ, phải lấy lại cái phong độ. Cái đó em có phương pháp lấy lại cái phong độ được 100%. Nếu như anh làm theo đúng quy trình của em, hứa danh dự 4 năm nữa anh sẽ lấy lại những gì anh đã mất. Và cuối năm 2011 anh sẽ thay đổi nước khác hoàn toàn và anh chuyển sang anh làm đất. Anh sẽ làm được. Anh làm mà người ta sẽ giúp anh một người là hai người, một người tầm 62 tuổi, một người tầm 38 tuổi, 37 tuổi, người ta sẽ phò tá anh. Anh lấy lại những gì anh đã mất. Nhanh thì đến tháng 11 năm 2021, chậm là đến năm 1000, à đến năm 2024 anh làm lại được nha. Tiền bây giờ anh không có tiền, nhưng từ giờ cho đến tầm giữa năm nay anh có một khoản tiền, người ta lại bơm tiền cho anh nữa. Nhưng nếu tinh khôn thì anh giữ được tiền, còn nếu đầu tư vào tiếp tục mất trắng. Đúng. Anh chuyển ra mua đất. Thế thì nổi quá. Sao anh? Đang câu của người phụ nữ. Đúng. Và vì sao người ta sẽ cho mượn 100 triệu để cứu. Thì mình đúng là mình đó, mình đang bảo thôi đi mua con xe taxi chạy. Xong rồi lấy cái tiền đó, lui vợ như con hàng ngày. Thì bắt đầu mình ném tiền vào tư vấn tiếp. Không, lại trượt. Lại trượt. Bỏ. Trượt. Không trượt này. Không phải. Lúc này nó là lúc chúng ta không đầu tư được. Đến vận thì chúng ta cũng đầu tư vào, cũng giống như lô số ấy. Người ta chơi, người ta lô số, người ta cứ lao vào kép, cả nước lao vào kép không thể ra được. Bao giờ hết tiền rồi kép nó mới ra. Đấy. Nên là nó phải vấn đề là cái thời điểm nào đầu tiên đầu tiền vào thì nó mới ổn, thì chúng ta mới làm việc lớn rồi. Đó. Cái điều đó là cái việc anh cũng không nên mua, và anh đi làm thuê là đơn giản đi. Nhưng rồi đầu tiên làm thuê rồi sau đó thành làm chủ. Đây cơ hội cuối cùng người ta giúp mình. Ok, anh yên tâm nha. Anh cũng rất là muốn nghe. Ok gì em à, không, em có không, năng lực gì không, trong càng nghe càng thủng rồi. Không, tức là đã cứu được một ván nữa rồi. Thế vì còn có một cuối cùng là ông bà giúp thôi, là vì bà nuôi con không có gì nữa, mà là giúp 100 triệu. 100 triệu đấy nếu như mà để đến cuối năm nay đầu tư thì còn thu hoạch lại được. Còn nếu như từ giờ đến tháng 6 này hết trắng, đầu tư vào bây giờ là hết trắng. Cơ hội mình sẽ tàn lụi, nên là đừng đốt, dừng lại chỗ đấy, đừng động chạm mà. Nghe em, đầu tư từ tháng 8 trở ra là được, muốn làm gì được cái đó. Nhưng nó đỡ gì thôi, nó chưa bứt ngoặt. Nhưng cái bứt ngoặt mà anh lên làm môi giới nhà đất, môi giới kinh doanh bất động sản, từ miệng môi anh sẽ làm lại được cái gì anh đã mất. Làm được. Làm được, từ cái nhỏ lên được. Và một cái đặc tố cuối cùng nữa là cái nghề nghiệp của anh ấy là nghề toàn tự dưng trên trời rơi xuống đất, nó có. Thì ngày xưa cũng vậy. Có những cái lọc mà anh có những lúc anh có hàng chục tỷ, 20 tỷ trong tay. Nên là không phải là đơn giản. Thêm một chút nữa, ngày xưa là hai anh em đang ngồi đây. Có mấy thằng mafia nhưng mà tôi đang bỏ bên nghe. Nó gọi ra, nó bảo này, có đi đâu không? Thêm mình bảo, thôi này, hai anh em cứ đi chơi đi. Anh dắt người nhà về, chị Linh Ban, lấy vào đi được. Ai ạ? Thằng Thánh Bắc Linh ấy. Được, ô được. Nó nói này. Đây, em đây luôn vậy. Cứ đi đi mà nói cho mối, đi hai thằng quan cầm hai khẩu súng gọi anh nhà anh bảo có tiền không, không có tiền tao đi để tao đi, không mày gọi tao đi làm ăn, không có tiền bán chết ở bên nước ngoài nhá. Nhưng mà nó dọa
mà nó không ăn mặt mà tao này trinh sát công an mình thích đưa đi đưa đi toàn cái chỗ hàng giả nó bảo đây này hàng ta phủ khắp tất cả các nước tour mình thích hàng mình lấy các anh và kho nó và kho bao giờ mình chỉ hàng dưới nó ở trong này công ty mà đây và quân người khác có tiền luôn không thể tưởng tượng mà muốn cuộc nó không thể là nó phiêu lưu hơn được nữa mà đi trong nước ngoài rồi bây giờ nếu mà bây giờ mà có thời gian thì khi nào ra anh để đầu năm thì qua dằm anh ra qua dằm anh ra em sẽ đào tạo cho trong 3 ngày hay 2 ngày anh sẽ làm thành công tức là em đã reset cái đầu anh trở lại tình trạng ban đầu cái đầu anh đang bị lỗi ở cái chế độ là chúng ta nó ngu rồi làm toàn những việc ngớ ngẩn nhưng em reset lại để chúng ta tinh thông cái đầu óc và nếu cần thì em sẽ làm cái kim chỉ nam chỉ cho anh đi đúng hướng đặt vào đâu giống như đánh cược đánh xong cách đạt thôi đấy. Đánh tiếng này chắn tất tay thì chúng ta tất tay đánh tiếng này lẻ chúng ta tất tay lẻ anh hiểu chưa con cần phải có một cái chiến thuật và cái vĩ mô và cái thực tế vào cần một con đường đi đúng nó là phải cần một người thật là giỏi và tinh thông nhìn xa trông rộng chứ không phải cần ông thầy bói bởi thầy bói không cứu anh được không mà đi thật sự rồi ok quẻ bói này của em chắc là nó chưa lệch cái gì từ đầu đến đít rồi thì cứ thế mà làm thôi người ta linh nghiệm đấy thì đang rất là muốn xem cái gì để còn thông nữa cứu được một cái nữa rồi cứu cái sang làm bài thứ hai rồi ok anh trai nhá quá ok rồi. Cái này ok mà quá ok tôi đang sử dụng cái fanpage này các bạn nhá anh ra ngoài tôi đang sử dụng cái fanpage này số điện thoại của mình là 0374375999 nhá. Em chào anh Trạng, năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đong đầy nhá. Ông Dương Ngọc Hà nhá. Tôi chắc là tới đây tôi sang Nhật một chuyến. Tôi sẽ sang Nhật giao lưu và cùng với bà con học hỏi những cái mới. Một số anh em đang hỏi kép ra chưa để ủng hộ cô nhi viện. Chết rồi, ngại quá. Chúc chị gái nhá. Tôi không xem qua mạng được đâu. Tôi là người bình thường không xem qua mạng bói online được. Rất là đông người ngay đến phủ nhá, ngay mùng 2 Tết. Rất là đông người từ sáng giờ tiếp đón từ tầm 6-70 người rồi. Hết đoàn nọ thì phái đoàn kia đến. Ok nhá, anh em nhá, cần cái gì anh em cứ qua phủ giúp đỡ tôi cũng được. Thật là lúc này đang thiếu nhất là tiền. Thực sự rất là thiếu là tiền. Tôi chắc là hôm nay tôi bổ xong rồi xem cái bộ kép. Nghe anh em vừa rồi chết kép nhiều quá. Được rồi, ok. Anh em có lời nhờ thì tôi sẽ cố gắng tôi sẽ bổ cho anh em phát kép xem như thế nào. Đêm nay tôi sẽ làm trực tiếp và cho cái bảng full kép của một năm ra cho các bạn. Tuần hoàn full của một năm ra cho các bạn nhá. Mày bỏ cho tao mượn 200 triệu nhưng kết thúc mày có một xu ở đâu ở Dương. Tao đầu tháng này tao xây dựng cô nhi viện đấy. Xây cái đền thờ của ông đấy, ông lớn đấy. Mà bây giờ tao còn chưa có xu nào này. Đợi tiền bên Mỹ gửi về cho mượn 200 để xây nhà tình thương cho bà con mà chả thấy đâu à. Mỹ gì mà Mỹ xịt vậy. Thì cho đoàn là lễ em đấy. Em chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà may mắn nhá. Mời mày chào đại ca cốc gì. Ôi. Ok. Bố ngồi đây bố ơi. Chúc bố may mắn. Vâng, chào anh. Năm sớm chúc bố mạnh khỏe, may mắn. Còn xin phép bố. Vâng, anh bố đào cho con 7 lần 5 cây nữa.
đấy 5 cây. Từ từ đó, bố nhìn con. 7 lần những 5 cây 5 vị trí khác nhau. Bố nhé. Bố cứ đảo 7 lần đến 5 cây 5 vị trí. Muốn lấy cây nào thì lấy. Ok, nhưng mà 5 cây 5 vị trí khác nhau. Được. Các con vợ Việt Nam đợi tí nhá. Đợt này chắc là phải giúp bà con thôi. Cuối kỳ vừa rồi. Toàn gì 28 báo tổng 2 như thế làm gì nữa. Bù lại cấp 10 con của ông nên ông. Bạn ơi có thuốc Vũ Đức Trường hay có thuốc bổ thận mát gan nào không? Đặt tay lên. Bố đặt tay lên. Có cái át tép đấy. Bố lần lên. Bố lần lên. Thôi bố rồi. Toàn ăn và đi giả lợ cho các con thôi. Và... có đúng không bố? Và cũng giả lợ. Bố có hiểu từ con nói không? Là bố đang ăn và bố dần đi trả nợ cho các con của bố. Ăn rồi đi trả nợ. Bố toàn đi, bố ăn cơ, bố ăn xong bố được nghỉ nhưng bố không được nghỉ mà bố phải đi trả nợ. Khổ lắm. Cả một đời vất vả khổ lắm. Hai tay vầy nỗ miệng. Nhưng tính bố nóng, trực tính, cục nóng, rất tốt tính, thẳng tính, thẳng như ruột bò. Trông như này thôi nhưng không có tiền đâu bố. Có đồng nào thì hết đồng đấy bố ạ. Người rất có phúc. Đấy có 5 cây. Nhưng tính bố nóng lắm bố. Cứ bây giờ cứ gặp cây nào không không lấy cái. Cứ lấy 5 cây úp xuống cho con. Bố ạ. Bố lấy 5 vị trí khác nhau trên bộ bàn. Bố đặt tay lên đây cho con. Bố nhá. Đời bố thì chắc là trẻ mà còn sống được đến giờ là may rồi đấy. Vào sinh ra tử nhiều lần, thập tử nhất sinh rồi, chết đi sống lại nhiều lần rồi. Nên là bố cũng không phải người hiền, dữ dằn luôn. Có cái át đấy bố, một cái át hay cái 7 cơ hay 8 cơ gì ấy. Một lần lên. Một cái át cơ đúng không? Át cơ. Hello được nhá. Bố lần lên. Thập tinh bất xử của bố là bố đã qua rồi. Cái kỳ niên mà lớn nhất trong cuộc đời của bố là bố đã qua hết rồi. Sinh tử thì bố chả sợ cái gì cả. Dám nói, dám làm. Bố không trưởng, bố đang phải gánh hết ở trường. Bố hiểu từ con nói không? À, bố gánh hết. Bố là người không tín đâu. Wow. Sống rất có tâm. Cái gì nó thật là thật. Còn không bao giờ thì mà bầu cúng bái hay mọi kia mê tín nào là bố không thích. Đúng là tôi không thích. Bố không ưa. Không ưa mê tín. Tôi cứ nghĩ nó là con người nó là cái số này. Cái gì mà nó phải thực tế làm mới có ăn thì bố tin. Chứ còn để cúng bái thần linh thì bố không tin. Tính bố giống con giống như tính bố. Mấy năm cây. Cái này là con nghiệp nhà thánh con phải làm. Chứ con này không ưa cái này đâu bố ạ. Thì con là người cũng ghét lắm. Có một cây 8 và cây 7. Bố ạ. Trong 3 năm nay bố toàn chuyện buồn thôi. Buồn vì chưa được ai no, đứa nào no được cho bố, đứa con nào no được cho bố. Toàn bố đứng ra bố phải gánh. Độc tự mình phải chịu tội này. Đúng rồi, nhưng con làm thì bố mẹ phải chịu. Có cây 8 rô đấy bố ạ, bố cứ nập đi. 8 rô đấy, 8 rô hay 10 rô gì đấy. Cứ nập đi. Bố ạ, toàn ăn đi gánh ra nợ thôi. Bố khổ hết 2 năm nữa bắt đầu nó chín chắn. Hết 2 năm, khổ hết 2 năm nữa. 2 năm nữa, 2022 thì bố mới ok được. Bây giờ dâu còn về hầu, mà rẻ thì cũng về hầu, mà con ruột của mình là phá ra nhiều. Bố cứ hiểu từ con đấy, con nói. Thế nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh, bây giờ mà trong người tôi rất chi là nắm bệnh. Thế nhưng mà liệu những cái bệnh ấy xong nó có qua không?
hôm qua thì không thể qua được bởi vì bệnh uống từ miệng mà ra. Có biết từ cái gì không? Từ cái gì không? Rượu. Ra cái này bố phải cách nghi nó ra được thì không sợ. Nhưng bản lĩnh bố bản lĩnh lắm. Bố ít sợ luôn nên cái gì bố cũng không ngại. Không, bây giờ tôi nói thật với anh, tôi thì là nói đúng tôi khổ từ năm 14 tuổi. Mà nói cho đúng là khổ từ năm đến 5 tuổi nữa. Mẹ chết, bố già. Không thiếu một cái gì ở trên đời. Cái bộ bài của bố nói lên tất cả. Không thiếu gì mà đời. Nhà bố thì xây dựng sửa lại, xây dựng lại có được rơi tầm 5 năm nay trở lại không? Đại khái là từ năm... 5 năm nay trở lại không? Được, hơn rồi. Được 5 đến 7 năm nữa. Tôi làm cái nhà lại từ năm 2009. 5 năm lại bố có sửa lại gì không? Có. Thì vừa rồi... Lên mái hay là thay toàn bộ? Đầu kiểu như dạo trước là mình có cái nhà rồi mình mua được một miếng đất ở đằng sau. Thế là mình lại làm cái nhà ăn ra thì nó là 40 mét vuông. Nó gọi lên mái đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đấy là lối mái, lên mái. Có những lúc bố phải hiểu như thế này này. Cuộc sống của bố ấy là bố là người chỉ ăn và làm thôi. Bố không lệ thuộc cái tâm linh. Tốt thì rất tốt. Thế nhưng có những lúc là con người có cái tín và cái không tín. Con là người không tin thần thánh đâu. Đã từng đập hết bát hương nhà người ta. Bởi vì con tính nóng lắm, đi xem bói con đánh cả nhà người ta. Có loại thầy bói đến nhà con phải quỳ lạy bố mẹ con, bởi vì dám bỏ con có ma. Con không tin việc nó đánh đâu. Tại sao giờ con lại nghĩ thế này? Bây giờ tôi nói cái này, tôi thì anh nói cái đấy là đúng, vì là sao ông nội tôi là thầy bói rất chi là cao tay. Con hiểu. Và đấy là sao ông nội ấy rất chi là cao đai. Thế nhưng mà tôi thì là nói cho là khổ rồi, gọi là không kể được hết khổ được. Cái người nghiệp làm thầy ấy thì con cháu sau này nó lặng nghiệp lắm, nên là nó rất là khó và khổ. Yeah. Như con thì thưa với thầy là con không ai gọi con là thầy bói. Yeah. Người ta gọi con là ông Trạng. Yeah. Trạng. Mà con thì là không bên đồng cô ông cậu, không bên tứ phủ, không hầu đồng, không cung bái. Yeah. Rất ghép. Và cái bài Tây này là cái nghiệp con phải làm, trong nghiệp ông Thánh con phải làm và không lấy tiền của ai cả. Bệnh của bố bây giờ thực ra là bố bị nặng nhất là giữa năm nay, giữa năm vừa rồi bố bị đổ bệnh. Đó bố nhất là gan của bố. Bố hiểu như con nói không? Biết rồi. Rồi ok. Men gan rất là cao. Và thứ hai là đường ruột bố hỏng hết rồi. Đấy. Bây giờ thì tốt nhất là bố phải tránh xa ra, giữ mình và... Cái mầm bệnh này thì nó không phải có từ mới mà có từ 3 năm nay trở lại rồi. Đó. Nhưng cũng không phải là cướp đi tính mạng của bố được. Đều suy trì sức khỏe hay không là phải là do bố hết. Bố hiểu cái từ con nói không? Rồi. Duy trì hay không phải là do bố hết. Còn bố bản lĩnh không ngại gì hết. Nhưng mà bố vẫn không uống rượu. Còn bố uống không? Nói cho đúng là cỡ khoảng độ hơn năm nay là không uống được. Không uống được luôn. Men gan nó cao đến cái là uống tí là nó khó chịu. Bây giờ mà nói thật mới lại xong... Dương Ngọc Hoa nhá. Dạ, bố cứ nói tiếp con đang nghe. Nói thật mới lại xong sau anh nghe này. Bây giờ uống khoảng độ 2 đến 3 lưng chén rượu. Mình ngồi đây xong tim cũng đập. Mà bây giờ mà uống độ 5 chén rượu vào là khản cổ. Nhưng mà sau dạo trước cũng uống cứ thỏa mà, kể cả sau say ngã chẳng vấn đề gì. Tốt nhất là bố lên bỏ, bởi vì bệnh lý của bố kém yếu. Con chỉ nói câu đấy thôi, từ dạng thì như thế thôi. Bố không biết nhưng mà tầm 5 rưỡi bố lại xây cái nhà. 5 rưỡi nữa? Đúng 1 năm rưỡi bố xây cái nhà. Nhưng xây xong cẩn thận là bố phải... Cẩn thận thì không thì bố ngã kỵ đột quỵ làm đấy. Trông bố như này thôi, nhưng bản lĩnh lì lợm, nhưng mà sau sức khỏe là yếu lắm. 1 năm rưỡi bố xây trong nhà là bố đột quỵ, bố làm đấy đấy, con chỉ nói thế thôi. Mà... Họ Dương của bố chỉ trong vòng 4 năm đấy là cao nhất. Nếu như bố mà cai thì thời điểm này,
dứt điểm từ thời điểm này. Và thứ hai nữa, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ tốt, tinh thần tốt, bố còn làm được 6 năm đến 7 năm nữa. Còn không dương thọ bố chỉ còn 4 năm nữa thôi. Tin hay không, thời gian trả lời. Nó cân bằng lời nói chứ không cân bằng miệng nói. Con không phải thấy bói nhé bố nhé. Duyên của con có đâu con nói vậy. Bố ở trong nhà họ, nhà bố không nhờ được một người nào, hợp tính người nào hết. Một mình bố, một tính, một nếp. Hầu như một mình mà thấy ngay. Đấy, nên là bố khác với mọi người nhiều lắm. Người ta làm, người ta vì cái tâm hay là vì cái tiền thì người ta chọn cái tiền. Hết. Anh em nào kêu mang thì đỡ bằng cùng. Thế nhưng lúc người ta ấm rồi người ta chẳng nghĩ bố một ngày nào cả. Cái thơm thì gì để... Dương Ngọc Hoa nhá. Anh tí bóc riêng cho cô một chút, cô tí việc nhá. Là anh sẽ nhờ cô ở bên Nhật một số câu chuyện. Anh đang có một câu chuyện lớn, anh muốn sang Nhật anh làm một số việc lớn. Cô hỗ trợ anh một tí. Bố hỏi thêm điều gì không con nghe? Vâng thôi, nếu mà gì xuống là nhờ anh cái đấy xem là đường tầm đời xem là nó về xương khổ như thế nào. Tầm qua dòng bố xuống đây. Ở 3 ngày đến 5 ngày con chữa bệnh cho bố. Con dám hứa những cái gì con làm được là sẽ khỏi. Vâng. Bao nhiêu phần trăm nói luôn. Vâng. Trước khi chữa, bắt mạch, sờ cổ tay, đọc ngày nào khỏi, giờ nào khỏi. Vâng. Đúng ngày đấy, giờ đấy khỏi. Ok chưa? Vâng. Bố yên tâm chưa? Vâng. Vâng. Thế thôi nhé. Vâng. Chào bố. Thế đến hôm nay anh em mình gặp lại nhé, bắt tay nữa. Ui trời, bố cứ gọi con là con. Sao tình cảm. Hello anh chị. Anh chị đi đây đi xuống ngay. Đây ạ. Chị ơi, chị có chị đi về đây. Ok. Anh ra hay là gì đấy? Anh là bác ruột đấy ạ. Thế thần tượng anh lắm. À, ok. Anh đào 7 lần đến 5 cây. Bắt xuống. Hello, chào anh em nhá. Chào. Lấy 5 cây bắt xuống nha. Chào Lực nhá. Lực ơi, hết sida chưa? Bộ bài này là xấu rồi đấy. Lấy 5 cây thôi. Bộ bài này nhá, em nói cho anh nghe nhá. Bộ bài này em không cần sờ tay vào đâu. Em chỉ nói anh mỗi câu như thế này này. Nếu có một cây 9 rô, một cây 10 rô nhá, em chỉ tặng anh mỗi cái thôi. Đúng tháng 4 này anh què hai chân lên. Anh què hai chân ngã từ giáo xuống hay là từ gác xuống ấy, què hai chân luôn. Nếu như cây bài này anh bốc lên mà có cây 10 rô và 9 rô thì không phải xem nữa đâu. Anh cứ lật lên xem. Ok anh nhá. Có sờ bộ bài không nhỉ? Em có sờ bộ bài không anh? Có để ý bộ bài là gì không? Anh? Có để ý gì? Thôi, không phải xem nữa. Cách đây tầm 2 tiếng hay là 3 tiếng gì đấy anh vừa uống rượu đúng không? Đúng rồi. Anh uống 4 người đúng không? Mấy người? 4 người hay là... 4 người hay là mấy người? Hỏi thật nghiêm túc. Nhiều đấy. Không nhiều. Chỗ anh ngồi chỉ có 4 người thôi. Mấy người hả chị? Nó là một cái chiếu giữa. Nó là chiếu giữa em không nói. Nhưng cái người này ngồi chỗ góc độ đấy chỉ có tầm 4 người thôi. 4 người trong gia đình nhưng còn có nhiều người. Không. Anh em không phải trong gia đình. Em chỉ biết là anh ngồi ở cái chiếu giữa rất là đông em không nói. Nhưng mà anh ngồi góc độ chỉ tầm 4 người thôi. Nhé. Không ngồi cùng một bàn. Em chỉ nói cho anh biết nhá. Đây là tặng cho anh thôi. Còn què bói này đừng xem nữa. Xem nó thành nghiệm thật đấy. Còn về nhắc cái đám đấy nhá. Từ giờ đến rằm nhá. Một thằng mà không gãy răng nhá. Không còn hàm nào nhá. Thì phải giữ thân vào. Không nhá, hàm răng không còn đâu. Đi ngã bửa hàm xuống đất. Mài mặt mất một lửa mặt này. Mài xước hết này. Răng bay đi hết nhá. Ok chưa anh? Thôi không phải xem bói đâu. Ra ngoài đi. Em không xem cho anh chị. Cho anh hỏi một câu. Em không xem cho anh chị vì rất quý anh chị mới không xem cho anh chị.
Còn để mà nói về xăm bói thì em chấp tất cả thầy bói Việt Nam này. Nhưng cho anh hỏi một câu được không? Cứ nói. Anh ngồi nhá, là ngồi ở góc độ đấy là có 4 người sát cạnh anh ấy, kề cận ấy, thân đích. Còn trên cái chiếu giữa nó rất là đông, không được nói vào. Nhưng em nói anh uống là vừa tới tầm, còn một người nữa uống nó bắt đầu là lát rồi đấy. Triệu chứng là có nhanh thì 25 nữa là sơ gan cổ trướng, bành trướng cái nơi rồi đấy. Quan tài gọi nhanh rồi đấy, về mà biết tu cái mồm đi thì còn sống được. Không, có một người đúng là uống rượu anh mà nó đi ra sau anh đỡ đây, đúng anh rất tài thật. Tức là mình ngã qua cái vai anh đỡ nó. Ôi, cứ biết thế đi là được. Em chưa nói cái gì anh, sai cả. Như cái chỗ đấy là không phải gia đình anh, bởi là chỉ là... Cứ biết thế đi. Như cho anh hỏi một câu. Cứ nói. Ông nhà anh thì là thân sinh anh ấy. Rồi. Là bác vừa của Khánh. Rồi. Là mất hơn 3 năm nay rồi. Ừ, anh muốn nhắc lên. Từ giờ đến cuối năm anh muốn nhấc lên, nhấc cụ lên, anh đào 4 lần, anh đào cho em 7 cây, nhấc tên cụ chết và lấy 4 cây úp xuống cho em, xem sạch chưa, nhá, toát mồ hôi đít luôn chứ đừng mồ hôi hột, để xem bói với tôi. Đào mấy lần đi. Ok. Đào mấy lần. Đào cho em, đào cho em 7 lần lấy 1 cây, thì đâu lo. Anh em ở đây là không phải mồ hôi hột mà là mồ hôi đít. Các bạn xem. Rút mấy cây lấy xem 4 cây thôi. 4 cây thôi anh ạ. Vui vẻ. 4 cây thôi. Vui vẻ nhá. Anh xem trên cây bài rồi lấy 4 cây. Ông chết là bệnh mà chết chứ không phải là chết già hẳn anh ạ. Rồi. Ông ấy là chết là 7 mấy hay 8 mấy. 76 hay là 82? Ông nhà anh 79 tuổi. 79 tuổi. Đúng không? Chết buổi chiều đúng không? Buổi tối. Không, tầm 5-6 giờ hay là hơn 7 giờ. Hơn 7 giờ. Ok. Tầm 5-6 giờ nó phải tạnh hơi rồi, ngấp ngoái đấy. Rồi. Vẫn còn ấy bình thường. Chân ngấp ngoái rồi còn cái gì, chân cứng đơ thì còn cái gì đâu. Chưa. Thế à? Là giờ ông chở mình giờ chết mà chân ông mạnh toát như này rồi. Lúc đấy ông mặc áo sọc kẻ đúng không anh? Máu áo trắng sọc kẻ đúng không? Đúng rồi. Tóc bạc bên này, răng gãy này. Răng ông còn đen đen ở giữa. Có đúng không? Trên còn hai cái dưới là gãy. Chuẩn không? Có chuẩn không đấy? Chuẩn, chuẩn. Em nhìn vào quách con bình lắm. Ừ. Em đang nhìn những cái xác này. Xác cụ bây giờ em tả như này nhá. Chết thì mặc áo vét hay mặc cái áo gì giống như áo. Không phải vét. Không phải vét. Mà là cái áo đấy là áo. Mặc thêm một cái áo khoác ở ngoài. Áo nó màu đen đen. Anh chị, anh mặc cho áo gì? Anh mặc áo kiểu em đang nhìn nguyên nguyên xác cụ như thế này luôn, đang nhìn thẳng luôn vào quách vào quan tài của cụ luôn. Phần bụng với phần đầu gối cụ có bị khớp không? Ngày xưa bị đau đầu gối khớp không? Khớp cái chân phải đi tập tễnh này, tay chống này, tay run này, có chuẩn không? Có đúng như thế không? Có đúng như thế không đấy? Ok. Chết vẫn còn đeo cái gì ở tay không nhé. Biết là cái nhẫn này cái gì đây em không biết, còn đeo một cái gì ở tay rồi cơ, em không biết, không phải là vàng bạc đâu nhưng vẫn còn đeo một cái gì ở bên bên tay bên này, tay trái. Cái này anh không để ý đâu, cứ bốc lên còn nguyên, không phải lo, không cãi được sai, cứ vào mõm em coi như nó phép bị vấp. Sao không để làm sao bốc? Để làm sao? Sao không để làm sao bốc? Dạ. Làm sao gần 5 năm. Tớ khuyên để làm sao, tớ không biết vì sao tớ dùng mình lắm. Bởi vì mỡ thừa nó vẫn còn đầy lưng. Đào lên nhá. Mỡ vẫn còn đầy lưng. Cái mỡ nó bột xốp nó còn đầy lưng.
thể sang năm thì sạch hẳn. Còn nếu như bốc cố nhá thì nó còn sót một tí ở đầu gối với cả lưng. Bốc lên nhá, mà bốc lên ấy là cái ông mà mở cái quách ra ấy, là có ba ông bốc lên là có ông uống rượu say say ấy. Nếu như anh bốc ông này là có ba cái ông đào lên ấy, thì có ông trung niên tầm năm mấy tuổi gầy gầy trong dòng người uống rượu say say ấy. Cái ông ấy bốc cho ấy, ông đấy thì cứ vào nghề làm thì ông uống tí rượu và ông đét tre nhà xong rồi ông cứ phăng bừa, nên là bốc lên là trên lưng nó vẫn còn sót thịt, sót mỡ, đầu gối vẫn còn sót ít, thế thôi. Bốc cố thì phải rửa sạch vì vẫn còn gọi là chưa sạch hẳn. Vì trên 5 cây bài này, em nhìn trên 4 cây bài này có cây át bích. Nếu như át cơ thì tuyệt vời, còn nếu như có át bích thì cứ thế mà làm. Lật đi. Lật đi, rồi lật đi. Đúng không anh? Nó có cả cơ mới biết. Lại là anh thích kiểu gì thì làm thế thôi. Anh cố là được nhưng mà vẫn là bẩn. Nếu như có át bích thì không. Thế thì hôm nay em để xuống. Theo em thì em để sang năm hay hơn. Sang năm hay hơn. Sang năm như bọn anh có học với cái tuổi của ông anh. Em nói thật với anh, bốc thì cứ bốc đi, cần thì hợp. Hợp thì anh xuống làm chung ông cho nó vui. Đấy mới là hợp chứ còn. Còn mà anh không làm chung được thì đấy không phải hợp đâu nhá. Anh cứ thích xuống làm chung với ông anh không? Thế thôi. Tất nhiên là trong cuộc sống thì thôi, ai thì đóng chân đi lạnh toát. Cô anh em cũng biết là chết buổi chiều tầm 4-5 giờ là chân bắt đầu nặng, cứng. Nào bắt đầu là chết thân rồi. Anh theo em thì không lên bốc năm nay, về kinh nghiệm em năm nay không lên bốc. Đấy là về vấn đề để làm sao em bấm thôi. Cụ tên Tuấn hay tên là Hùng? Em tên là... Tên gì? Tị. Tị. Bởi vì em là tên ví là tên là Huân. Tị cũng là... Em không biết, em chỉ biết em... Vì nó là phần T. Nhìn cái phần T thôi. Phần T, phần H gì đấy, em chỉ biết thế thôi. Em chỉ biết nó hiện là hai cái từ đấy trong đầu em. Thì em đọc lên. Hôm nay bác có xuống rồi. Hả? Hôm nay bác có xuống rồi. Hả? Bác, đấy. Hả? Bác thấy có xuống đây rồi. Bác nào? Công ty gì ạ? Hội nhiệm. Thì anh ngồi, anh nhìn được thì chắc chắn là ông ấy chắc phải đi cùng thì nhìn được. Còn nếu như ông không đi cùng thì làm sao biết ông ấy xác ông chết như thế nào? Nhưng mà sao ông cụ lại không kê gối, lại kê bát làm gì? Biết cái này là nói thật, là lúc đấy gia đình lúc đấy nghe gọi là rồi này thôi, cũng chẳng biết nói gì. Rồi, ok. Nhà anh có cái lô hương nhà đang bị động. Động nặng ấy. Anh về anh xem lại cái lô hương nhà anh đang ở. Check cái nhà anh có cái cây. Không, cái đấy không cần thiết, không cần phải gọi. Gọi đấy nó không chuẩn. Mà cái lền nhà anh, lền hơi bị trũng, anh phải xem lại đi. Cái lô hương nhà anh ở đang bị động, anh phải xem lại. Còn anh cẩn thận trong mỗi tháng 4 năm nay rồi. Rơi vào tầm ngày mùng 9 đến ngày 19, cẩn thận ngã nhé. Hai đầu gối gập xuống gãy, hai đầu gối hay chân ngã mà rơi ngã giáo, rơi xuống ngã. Mỗi thế thôi. Chứ còn cái gì thì có thì em nói thẳng luôn nhé. Hỏi thêm chẳng câu năm nay anh chả có đồng nào tiền đâu, anh cứ có 10 đồng ra 9 đồng luôn anh ạ. Thào nào miệng ăn có không có rộng, chả để đồng nào. Sao chị gái? Sao chị? Có điều gì em nói cái câu gì nạch không? Có câu gì vấp không? Nếu vấp thì chị cứ vả
chia tay vào mõm em chết cụ em đi cũng được. Thằng Trạng nó nói phép nó bị vấp. Thực ra những cái gì tớ nói và tớ trình bày với cả nhà và tớ nói khuyên các bạn nghe không thì tùy nhé. Bộ bài nào nó lên như thế nào thì em gọi như thế. Ok chưa? Anh chị hỏi thêm điều gì được không? Cũng chỉ hôm nay xuống thì hỏi đi. Anh chị là ông bà, anh chị ông là cứ đi là hai tay vẩy lỗ miệng thôi. Có hiểu hai tay vẩy miệng không? Làm công ăn lương, làm đồng ăn lính thôi. Hello, chào các bạn ở Việt Nam nhá. Dừng lại. Anh đi với ai xuống? Chỉ có hai chị với cháu thôi. Ok. Chưa anh nhắn tin rồi mà. Biết rồi. Thôi, nhà đông mà. Rồi em trả lời anh rồi gì đó. Nếu là một là cuối tháng 11, cuối tháng là từ ngày 20 cho đến ngày 26 anh làm một phát thì đỡ khổ. Còn nếu anh làm trong tháng 10 rất dở hơi. Anh phải làm trong tháng 11 cho em nhá. Anh chị với anh. Còn không thì sang năm bốc là chuẩn nhất, đẹp nhất, rực rỡ luôn. Hỏi thêm điều gì nữa không? Rồi. Cảm ơn nha. Chị gái ngồi đây. Cố gắng nhá, cho đàn đúng mít tụ. Đàn là sinh tụ, tụ sinh hợp ấy. Hello, chào đồng chí. Đồng chí 7 lần lấy 5 cây. Dạ. Ừ. Ok, phụ thân ạ. Xem gì đâu, nhu nhá nhân với anh em liều tiêu. 5 cây coi. Chú thích cây cơ hay cây thép? Hả? À, em ạ? Ừ. Cơ đi ạ. Cơ, cơ nhá. Chính cây này luôn, là cây cơ này. Giết đầu người. Cây 8. Ôi giời, hay quá. Đúng 8 cơ đúng không? Dạ, yeah, cơ. Đúng 8 cơ. Chú thích cây thép không? Hay cây thép xì? Giết đầu người tiếp nhá. Chắc là cây thép đi ạ. Rồi. Lật đi. Lật đi. Lật đi. Quỳ thép. Lật đi, giết đầu người là phải là 9 thép mới giết được. Thứ nhất là trong cung của ngày qua, dạ, chú đôn phương tám hướng trong năm 2016 là chú đã lát một phát. Vâng, 2018 lát phát nữa. Vâng. 2019 bét phát nữa. Toàn toang thôi. Trong 1, 2, 3 năm vừa qua chú lát. Vâng. Hết năm nay bắt đầu từ tháng 12 năm nay có một người đàn ông làm cho chú toang một phát nữa xong bắt đầu là chú lại đứng lên lại được một cách rất nhanh chóng. Nhưng chú lần này chú làm nghề khác hoàn toàn. Nghề mới của chú là một cái nghề kinh doanh. Nó là một dạng công ty nhưng mà nó là dạng gì anh không biết. Nhưng tự dưng người ta đưa công việc ấy cho chú. Vâng. Tức là người ta bảo chú hất hết đi việc cũ đi, toang đi. Chú thay đổi theo người ta. Người này mập mập trăng trắng, người miền Nam. Dạ. Chú xa xứ nên người nhưng ở trong gần bố mẹ càng ở chú càng chết. Dạ. Anh nói câu gì sai không? Không ạ. Vừa rồi, không gì sai không đã? Không. Rồi lấy 5 cây. Rồi nói ít rồi, cứ lấy 5 cây cho anh. Dạ. Nha. Mình nghỉ đi Tết đó đấy, xem cái dạo. Lấy 5 cây cho anh. Chú bán hàng bây giờ là đủ làm nhưng không đủ ăn đâu. Vâng ạ. Đủ làm là làm mãi nhưng mà ăn thì không ăn được. Dạ. Nha. Dạ. Cẩn thận bốc cái áp cái bảy nhục lắm. Cứ lên đi. Một cây gì nữa, gì đỏ hay là quy đỏ gì đấy. Ôi giời ôi, toang rồi ông giáo ơi. Tay bốc nhá, thì anh không sờ một bài đâu. Lên đi, cây đấy cây gì đấy. Có cái gì. Tăng tiếp nhá, cho tay chú bốc nhá, anh không cần sờ một bài đâu. Không để ý luôn, có để ý không? Không, anh không để ý. Nhưng mà toang cũng quen rồi, không ngại mới. Ok. Nói đùa chú nhá. Cầm kỳ thi họa áp thành nhân. Nắm duyên nắm gai theo lắm. Rồi này tối nằm không thôi. Nhá. Tài có tật thì nhiều. Mà đốt nhiều thì kiếm nhiều. Nhưng phải ít nhất 4 năm nữa mới giờ mới lấy được cái gì mình đã mất. 4 năm nữa. Ừ. 4 năm nữa là 4 năm chú 9 tuổi. 9 tính. Chú sẽ làm. Mà tới đây là tự dưng là chú lại có ô tô chú đi đấy. Năm nay bao giờ nhỉ? Ừ, trong năm này, cuối năm này chú lại có ô tô chạy đi. Không có ô tô nhưng lúc túi trắng thì lại có tiền mua ô tô. Có người đưa cho để mà đi, lấy 5 cây.
chị C đọc từ từ còn in vào đầu chứ. Chị Trang nhá, ghét chị Trang nhá, bộ nhắn tin cho em thì không nhắn tin. Bà Trang nhá. Ok, 7 bích hay 8 bích hay 9 bích thì chú tự tự xử đi. 7 bích. Cà tép rồi, không có cây bích đâu. Không có cây bích đâu. Cơ, ông đẹp trai như ca cơ rồi. Có 7 rô. Không có cây bích đâu. Vì nó lộn bài rồi. Vâng. Em để lộn thế sao? Ừ. Lấy 5 cây cho anh. Dạ. Lâu lắm mới có thi chị Trang đâu à? Mày vất đây, ôi mày đấy ra lên xa như thế sao lên được cái bài được? Có 8 tép với 9 tép thì đấy nhá, đừng vay vốn làm nhá. Tất cả làm gì để tự nhiên nó đến, tự dưng sẽ được việc nhá. Cứ lên đi. Mùng 7 này tôi cúng đầu năm, cúng vào Tết, cúng xuân, cúng đầu năm nhá, và sẽ tổ chức tiệc của ông lớn là khai tiệc của phủ gia. Từ mùng 7 này, anh em nào về phủ chơi nhá. Lật đi em. Ok 7 à? Có cái 7 ý. Ok 9 theo à? Tắc à? Hỏi thêm cái gì không em? 4 năm nữa chú mới 9 rồi. Điều mà thất bại trong cuộc đời của chú là tin bạn bè quá. Con người chú rất tốt tính, nhưng mà vì vấn đề là tiểu nhân bên cạnh bạn, rất nhiều tiểu nhân nó xúi giục chú vào cái con đường xấu. Tốt không chỉ, xấu lại xui vào, chú mất rất nhiều thứ. Nhưng chú lại hơn người ta một cái con người là nhân cách, biết mất nhưng không bao giờ chịu thua, không cam trận, mà lúc nào cũng luôn luôn vươn lên. Chính vì thế là chú ngã nhưng chú lại đứng lên. Ok anh em nhá, 57 5 cây. Tầm mùng 10 này tôi khởi công xây dựng cái cô nhi viện bệnh viện nhá. Tất cả bà con là anh em nào có tiền ủng hộ tôi, không vấn đề, mình không ngại đâu. Bây giờ nghèo thì không ngại. Các bạn ủng hộ bao nhiêu cũng được, 5 triệu, 10 triệu, 5 triệu, 1 triệu hay là 50 tỷ, 1 tỷ cũng được. Nhận hết, không ngại cái gì cả. Nghiện thì không ngại. Không có tiền, cần nhất là bà con thôi. Nhá, chung tay góp sức, nếu như bà con nào chung tay làm tôi cũng được. Vừa rồi cuối năm vừa rồi đừng, cuối năm vừa rồi tôi vừa bị mất 30 triệu tiền tôn xong, mà bây giờ chuẩn bị bỏ ra 200 triệu tiền tôn. Mê tôn cái lèn lên mất 200 triệu nữa là 400 triệu. Bạn nào có thì cho không nhá. Cảm ơn. Bạn nào mà có tiền mà ủng hộ tôi nhá. Có cho không cảm ơn luôn. Ui sao đầu mình đầy mũi đi. Chết mẹ. Đây mũi. Có cái 9 cơ đi em ạ. 8 cơ, 9 cơ nhé. Ô, 10 cơ rồi, thôi rồi. Toang rồi ông giáo ơi. Đẹp rồi. Đẹp rồi. Ôi, 8 cơ à. Anh check tin em nhé. Nguyễn Đinh Việt nhá, nhắn tin luôn Facebook thôi. Tôi gửi luôn cho bạn. Thiếu mất 400 triệu nữa nhá. Bạn nào mà có lòng ok, cân luôn hay là làm con lôn để rực rỡ cũng được, anh em không phải ngại đâu. Đâu rồi? Nguyễn Đinh Việt đâu rồi? Nhắn tin cho tôi xem nào. Lâm em đang định lâm đỡ một người bạn, người bạn tên là nữ. Rồi. Em định kéo bạn đến cái công việc, tại vì thực ra bạn cũng toàn người khổ rồi. Cứ biết nhau có duyên từ đây. Hơn em 2 tuổi. Cứ làm thôi, làm sao làm mọi người. Đó là việc của chú. Chú sinh ra là chú dành cho bà con mọi người cơ mà. Nên là chú vì cuộc đời của thiên hạ, bao giờ thiên hạ nó bình thì chú mới được an. Mà chú nên nhớ là nó không bình thì chú chả an được. Nhá. Cũng là người công chúng. Sống như mọi người nhiều, sống như mình ít. Kệ. Anh có một câu anh tặng chú này. Trai phải ra phong ba phóc táp, mà đường trường có phải gian nan gian truân mới gọi là người tài, cái bản lĩnh. Mà chú bây giờ chú thấm nhuần những cái khổ thì sau này chú mới giàu lên được. Chứ chú mà không thấm nhuần cái khổ thì không làm được cái gì cả. Chị Trang ơi, em mới lấy được lô đất 2000 mét đất xây cô nhi viện ở sông Cầu Giào nhá.
Hôm nào chị ra phủ chơi em dẫn chị ra lô đất mới nhá. Rực rỡ luôn chị ạ. Chị Trang nhá. Song Nguyễn nhá. Em chào đại ca Tuân nhá. Tuân thì cũng lên 5 cây. Chỉ có con người góp chẳng có nhận nhận luôn. Bạn nào mà chồng bỏ, chồng chê, chồng không mê thì cứ về phủ ở tuốt tuột luôn, không phải lo. Nhá. Tất cả cần mời tất cả các chị em phụ nữ về phủ ở. Còn đâu là những cái người mà con dai xấu xấu bẩn bẩn mỗi ôi về về phủ ở luôn không phải ngại. Hỏi thêm điều gì không em? Có cái ad đấy. Lên đi. Lên đi. Xem làm gì. Cần gì xem. Trời ơi, anh bảo có cái ad thì đúng cái ad mà. Có giờ anh gọi sai đâu. À, anh gọi đúng từng ngày từng giờ thôi. Cố gắng. Nhưng mà nếu như mà duyên của anh thì anh muốn 2 năm nữa chú đi một anh hai là Mỹ. Nhưng mà chú sẽ đi sang Anh nhiều hơn Mỹ. 2 năm nữa tự dưng là chú có đường đi. Bởi vì trên bộ bài này anh thấy chú có đường đi. Khi đi thì chú sẽ lên người. Nhá. Càng xa tổ quốc càng lên người. Nhá. Ok Lực nhá, không ngại đâu. Ngại gì? Ôi ôi, còn thiếu 400 triệu đầu xuân này không biết lấy đâu ra. Thôi đâu anh em nào ủng hộ thì 399 triệu được. Tớ không ngại đâu. Nhận luôn, hứa danh dự nhận ngay. Cứ chuyển tài khoản phát lổ luôn, nhận luôn, công bố luôn. Nha. Rơi vào tầm mùng 10 này là trồng 400 triệu để lập mái tôn, xây nhà cho bà con với cả thêm 200 triệu tiền san lấp mặt bằng. Để làm thì tổng là 600 triệu. Nhưng bạn nào có lòng tốt chuyển 399 triệu nhận ngay. 400 triệu là không nhận, nhưng 399 triệu nhận. Không phải ngại gì cả. Nghiện tôi không ngại đâu. Ồ, mùng 10 này em khởi công xây dựng chị ơi. Mùng 10 này em ra công an thành công an phường gì nhỉ? Phường Tràng Cát. Vừa rồi thu đồ của em mất tổng 30 triệu. Không biết là mùng 10 này các chú ấy có giải em không. Nếu không giải em tẩm xăng em đốt. Đốt em. Mẹ cái nhà, cái mái nhà có cháu trẻ mồ côi mà các chú cũng nhẫn tâm lấy. Đuổi, ác như con tê giác. Hỏi thêm điều gì không cưng? Anh cứ làm đi xong tí nữa em xin cẩm lang. Cẩm lang trong cuộc đời anh chỉ khuyên chú những gì chú đang làm là chuẩn, chỉ. Thế thì chú cần gì phải xem nhiều làm gì cũng đâu. Nhưng mà muốn biết cái thời nào. Thời gian này mà để mà đặng được con người của chú thì con người của chú là phải cái tâm. Mà cái tâm của chú bây giờ nó chưa an được thì chú chả làm được cái gì à. Rực rỡ nhất là trong con người của chú là rơi vào tầm 2 năm nữa. Nếu cơ hội đi, chú lên đi. Đi mới lên người được. Ở thì chết. Càng ở càng lụi. 2 năm nữa đi được à? 2 năm nữa đi được. Có một cái bến đò đang thích cái bến đò nữa. Thì nó chỉ là cái bến đò này, đò cho nó qua sông thôi. Cẩn thận có một cây tám và cây quy ấy. Lấy mà xem. Lực ơi, em uống rượu trắng hay là rượu màu? Ôi ôi, rượu có mùi, Lực uống rượu có mùi luôn chứ làm sao mà trắng cái màu. Nha. Lật lên đi, trời ơi, em phải cây quy đỏ và cây đen đấy, đừng có đùa. Có cả hai quy đỏ quy đen. Nha. Con vợ này, thôi, vành rẻ, vách vai cũng được, quan trọng gì. Chứ không phải là lâu dài. Lúc này là chưa phải lúc, mà lúc này là lúc để mình lấy tinh thần, mình đi lên đã. Để mình làm cho bản thân mình có một cái cứng nhắc. Chứ mình còn lông bông, mình còn chưa đâu. Mình chín thì quả gì cũng ăn được. Nhưng mà xanh ấy, ăn và đi ở tuét đít, ra cả máu. Thôi, nghe anh đi. Hoãn một tí đi. Người ta gọi là binh lùi tướng mạnh. Như vậy binh lùi tướng mạnh. Tướng nó có mạnh, nó không phải lùi bỏ mẹ được. Có những trận đánh nó bắt buộc nó phải rút. Ví dụ như là Khổng Tử với Khổng Minh, hai ông này mà trịch nhau thì ông nào thắng? Người ta có cái văn hay, người ta thắng người văn. Người ta có mưu hay, thắng người mưu. Hai ông mà solo những trận cầm binh cầm lửa để đánh nhau thì ai thắng ai thua? Khổng Minh chắc chắn đánh chiến là quan giỏi.
Khổng Tử thì là chuyên về nho, thế làm sao mà đánh nhau được. Nên là cái việc gì nó phải có đúng thời, đúng vận và đúng thế, chứ không phải cứ bừa ra xong rồi lôm nhôm được. Lấy quan văn ra quan võ đánh nhau tùm lum được, không được. Cái gì nó phải đúng mưu được. Đều là quan văn thôi. Những người ta văn ở trên giấy vở, sách bút về dạy đời, dạy đạo, dạy lý, con nhân. Nhưng cái văn về lý thuyết và văn về chiến thuật, văn về định lực và văn về quân lực thì cái văn đó lại khác nhau hoàn toàn. Nên là mình phải có những thời điểm con người ta nhụt, nhịn, nhu, nhẫn, nhường, nhịn thì làm được việc lớn được. Em nhìn ấy, một năm anh bôi cứt mặt hàng chục lần, người ta cười thì mẹ lợn tinh trùng khuyết tật giận giật một mình. Bố con chó này nhìn mặt mày vừa vuông vừa tròn, lại còn méo méo. Nhưng mà kết thúc thì sao? Người ta chửi anh nhưng anh vẫn giàu, người ta vẫn nghèo. Quan trọng nhất là mình phải có những cái tầm nhìn xa cưng ạ. Muốn lớn, chơi với những người có tầm vĩ mô đẩy mình lên. Phải chơi những người bạn, người anh, người em, người ta tác chiến cho mình những cái mối quan hệ. Dạ. Chú lại có được cái là trời ban cho chú một cái lộc mà chơi với những người lớn người ta rất tin tưởng chú. Dạ. Chơi với những người bạn người ta rất tin tưởng chú. Chú có loại như ấy. Có những cái loại hãm tài thì mẹ đặt câu nói phát người ta cút cái mẹ am đi, không chơi cái loại hãm. Nhưng chú lại khác, chú không bị hãm mà chú chơi với người ta làm người ta có niềm tin, tin tưởng chú. Người ta tin nhiệm chú và tin tưởng chú nên người ta giúp chú rất là nhiều, nâng đỡ chú lên điểm cao. Có hiểu không? Bây giờ cứ thuận theo tự nhiên thì đúng không ạ? Thuận theo tự nhiên nhá. Hai năm nữa cắp đít đi xa một chuyến lên người thì đi. Đi lần này là không về đâu, đi một thời gian dài. Lên đi. Bây giờ chưa thấy gì cả, hai năm cũng hơi lâu. Tôi chỉ tư ta là... Duy Tuấn nhá. Xem lịch giải lịch thật. Ôi dồi, lịch thật luôn, 100% luôn. Có cần phải vạch hết quần áo không? Để cho xem hàng họ thì cho chuẩn. Giờ phút nay lên còn không chuẩn, không chuẩn. Sao? Nói tiếp. Bây giờ theo anh thì em cứ chọn để chọn cho tự nhiên. Khổ thì kệ khổ, mà cười thì cứ cười chút. Người ta vui thì người ta sẽ là nói, mà người ta cười người ta sẽ là khóc. Dạ. Nên tốt nhất là chú cứ thuận theo mưa và thuận theo gió. Lúc này là lúc chú đang làm cái tuổi chú 9. Năm anh 32 tuổi, anh không có tiền, anh đi bộ, bạn bè cười chê. Người ta nói những câu nói rất là khó nghe. Một đi mẹ thằng Đức, mày là thằng ất ơ xua khơ. Người ta ngồi trên ô tô xuống, người ta đánh giá vào thằng này, đi mẹ đời chỉ bốc cứt thôi. Hâm hấp giờ giờ. Anh nhẫn nhu nhường nhịn. Từ năm 26 tuổi đến năm anh 32 tuổi, anh nhịn 6 năm rồi, thiên hạ cười anh. Coi anh là một thằng điên, bởi vì anh đã từng cởi chuồng đứng giữa đường. Anh gào hét giữa rời, thiên hạ cười anh, nói anh, coi thường anh như đống cứt. Nhưng mà chính là anh nhịn được cái lỗi nhục, anh sống trên cái lỗi nhục, anh sống trên cái dư luận đập vào mồm chúng nó. Và đến anh có ngày hôm nay, đó là đẳng cấp. Tiền không thiếu, đất đai thì thừa, nhà thì rộng. Không, đất anh nhiều rồi biết. Không, cái này anh thực tế mà. Nên là anh không ngại gì. Nhưng mà anh chỉ nói chú như này này, quan trọng nhất là cái tiềm lực, cái đầu của chú. Nó phải đến ngày thiên thời địa lợi nhân hòa chung, nó phải đến kỳ đủ chín chú sẽ làm được việc lớn. Nhưng bây giờ chú không đủ làm việc lớn mà cứ giao việc lớn cho chú sẽ làm việc. Ví dụ như anh đưa cho chú một khẩu súng bắn kẻ thù, chú có thể bắn được. Nhưng đưa chú khẩu súng bắn con chim, chú không thể bắn được. Con chim đâu có tội, chú đâu giết nó. Nhưng kẻ thù cướp nước thì chú sẵn sàng giết nó được. Nên là phải đặt công đúng việc, đặt người đúng chỗ. Cái việc của chú, tầm quan hệ chú là mõm mồm miệng, cái khuôn mặt và nhân cách, tướng cách con người chú, nó là cái làm môi giới thương mại. Chú chơi bất cứ một người nào, chú điểm cái điểm mặt chú đã ăn hẳn người ta, không cần chú làm được. Mà cái cách nói chuyện của chú, cách diễn giải, cách nói chuyện, cách truyền đạt làm cho người ta tin và đặt tín tiệp chú. Và trong con người chú không có nói dối, vì con người chú cũng rất là cương trực, thẳng tính, cương trực. Thế nhưng đôi chút là ngựa non hậu đá, đường trường là người ta chưa ăn thua đâu. Chú phải có thời gian. Ngọc bất trác, bất thành kính, người không luyện, người không tài. Càng vấp ngã nhiều chú càng thành công lớn. Anh ngày xưa 3 lần vỡ lọ, anh có ngày hôm nay. Anh 3 lần vỡ lọ, anh có được ngày hôm nay. Anh có giang sơn báo tắc,
anh làm vua một vùng rồi. Bây giờ đang là vua một vùng ở cái đất Hải Phòng này. Làm một vua ở một vùng ở đất Hải Phòng này. Anh không làm vua hết cả Hải Phòng này. Hải Phòng nhiều vua lắm. Anh cũng chỉ làm vua của một cái khu vực này. Lói, người ta phải nghe. Và lạt, người ta phải sợ. Đấy là được rồi. Muốn được như anh thì chú lại phải nhẫn nhu nhường nhịn. Phải chấp nhận người ta nhổ bọt mặt mình. Bãi nước bọt thứ nhất dính vào, bố mày thò tay ra, bố mày lau đi. Bãi thứ hai nhổ vắt giữa mặt mình, bố mày để khô cho nó rụng rơi, rụng rời. Bãi thứ ba nhổ vắt giữa mặt mình, bố mày liếm sạch luôn. Đời phải biết ăn cứt mới lên thành danh được, thành người được. Nên là chú nên nhớ những câu nói anh rất thấm thía trong cuộc đời. Mặc đời miệng lưỡi thế gian không thể đua tranh được chúng nó. Nó chửi mình, nó nói mình. Mình mà đi chấp lại thì người ta nói là đi chấp nú, cẩu tặc, chó nhân. Đi chấp làm gì? Con người ta giữa phần chó và phần người không có ranh giới. Đôi chút cả đời người ta làm thì chỉ một phút sai lầm người ta thành chó. Nên là đừng chấp với chó. Hiểu ý nó? Đi cãi nhau với thằng đầu đất tiểu nhân thì mình là thằng đầu đất tiểu nhân. Nên là nó nói gì mình kệ nó. Mồm nó nói, vó nó ngựa, chó nó nghe, thôi kệ chúng nó. Tốt, người ta tự phân lọc. Biết mình người tốt, người ta sẽ chơi. Xấu, người ta bộc lộ ra ngay cái bản chất, càng tốt. Khi một cái đám đông dư luận mà người ta nao vào đáp gạch mình, anh để nguyên cho những người ở trong Facebook và anh chửi anh. Tha hồ chửi. Đi pẹ thằng chó, đi pẹ thằng này, đi kia, chửi ngay. Tao cảm ơn những mày chửi nhưng tao không nói lại câu gì. Người ta nói trong đời lịch sử có ba ông Trạng khắm lặng nhất, khét nhất là Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm, Trạng Quỳnh và có thằng Trạng Đức nữa. Anh không thâm không phải là Trạng. Nên là chính vì anh vô hình dung, con người ta để thử được nhân cách rất khó. Nhưng muốn kiểm tra nhân cách người ta phải tạo một cái xì căng đan lên, giật tít câu chuyện lên. Ví dụ như ngày mai viết báo, báo tin thành phố Hải Phòng đang tin ngày hôm nay sáng sớm ngày hôm nay 7 giờ sáng có vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, thằng Trạng cắn con chó. Đấy, chiều nay đúng 2 giờ chiều báo lại đính chính lại là chó cắn thằng Trạng. Đấy là câu chuyện nó giật tít lên. Khi mình giật tít câu chuyện lên thì người ta bảo đi mẹ thằng chó này, mày lại đi cắn con chó. Thì tất cả những người người ta lịnh bợ, lịnh thần mình, người ta quay ra chửi mình. Theo hệ thống đám đông, người ta chửi mình càng tốt, càng nhiều người chửi mình, càng nhiều người nói mình càng tốt. Lúc đó chúng ta biết trắng đen, phải trái, con người nó ở đâu. Hớp rượu, bạn mừng, kẻ vui, không nói lên điều gì. Nhưng đến lúc động vào kinh tế và động vào danh dự rồi mới biết được bản chất con người của nhau, nó thối lát như thế nào. Thờ thì mai vẫn thờ, thì làm gì chứ. Chú làm gì cũng được. Thành công hay không đó là tâm của chú. Trong tâm của chú có thì cái gì chú cũng thành, mà cái tâm chú không có thì chả thành cái gì. Thế anh có nói câu này, mọi cô chú cần phải tín dưỡng cái thần kinh trí tuệ và phong độ của chú. Tín dưỡng nó là gì? Tín dưỡng là chứ là chú phải dưỡng dục cho nó mạnh lên. Năm lúc chú mung lung lắm, giống như cây gió thổi vào cứ rung lên bần bật. Chú phải có những dư luận người ta chửi chú, đít mẹ thằng vỡ đã, đít mẹ thằng đi mạnh, đít mẹ thằng chó. Chứ thôi. Để họ chửi. Phải cười lên nỗi chửi của mình. Bởi vì mình phải an ủi những cái nỗi đau đấy để làm bàn đạp mình bật lên. Đời người hơn nhau là cái nhân, cái cách và cái tha thứ. Cái nhân chú có rồi, cái cách chú có rồi, nhưng cái tha thứ chú chưa có. Cái đấy chú phải luyện. Dạ. Bao nhiêu người chửi tớ trong những năm vừa qua, tớ tha thứ hết. Hôm nay là mùng 2 Tết, tôi gửi tin nhắn từ mùng 1 Tết cho tất cả những người đã chửi tớ. Có những người nhắn tin lại chửi, ít mẹ thằng Trạng mày lại vẫn nhắn tin tao. Thế tôi mới nói là, tôi nói với bạn một câu như này này. Suốt nhiều năm qua tôi vẫn gửi tin nhắn hàng nên hàng Tết. Mùng 1 Tết tôi vẫn gửi tin nhắn những lời hay ý đẹp cho bạn. Bạn vẫn chửi tôi à? Đi mẹ ơi, con chó ấy, bố mày thù mày đến già. Tớ hỏi bạn một câu là lý do gì tại sao phải thù đến già? Thù mà có bền được không? Thù làm gì? Tôi là người gây họa cho bạn mà tôi vẫn nhắn tin chúc lời tốt đẹp cho bạn như này. Tôi là người gây họa hay là tôi là người tốt với bạn? Sau khi nhắn tin xong tôi nói là đời người rộng lòng ra mà tha thứ mình đi. Có những người, 10 người, có 2 người quay đầu lại. Tôi lễ phục Trạng. Bởi vì suốt 3-4 năm rời tôi chửi Trạng, mà đến bây giờ Trạng vẫn gửi những tin nhắn mà tốt đẹp và đầu liên như này. Tôi cảm thấy con người Trạng phải đáng để xem xét lại, Trạng là người tốt hay người xấu. Có những con người, người ta sống vì miệng môi,
sống vì miệng đời, nghe người khác nói xấu à rồi theo sau, không có định kiến nhận định cái sai đúng. Nên cái loại đấy là loại người vô thức. Đừng trách người ta, bởi vì người ta là không có đầu óc, người ta không có trí tuệ. Bên cạnh em có rất nhiều kẻ ghen ăn tức ở với em, người ta thù hằn em, người ta nói em, người ta không bằng em. Người ta bằng em thì không bao giờ đi chấp em gì, đúng không? Nên người ta không bằng em, người ta phải đi chấp em, phải nói em bằng được. Nên em bằng độ tuổi em so với những thằng khác, em hơn hẳn chúng nó cái đầu. Không giàu hơn chúng nó, nhưng giàu về cái gì? Giàu ở cái trí tuệ và cái đáng lẻ của em. Thế là người bằng tầm em, người ta nói, người ta ghét em, người ta chửi em đi nữa là người ta không bằng em. Đừng đi thù hằn lại những cái người vô minh đấy. Bởi vì người ta không hiểu được cái chiều sâu, người ta ở cái định kiến nó chỉ như thế, và người ta đánh giá sự việc người ta như thế, và người ta buông lời chửi ra là điều đúng. Phải tôn trọng họ. Cái câu chửi chính là câu kích nạ, và cái câu nói xấu. Nên là trong cái Facebook và cái YouTube có những lúc anh giật tít những câu chuyện lên, dàn dựng những câu chuyện nói xấu của anh cho những người khác chửi mình. Giống như thằng Khánh Giờ Chị Khai ấy, nó đang cóc xê một đống các loại giang hồ lên trên mạng để làm gì? Đánh bóng tên tuổi để kiếm tiền rất là nhiều. Nó lấy lượt view, lượt like và là tạo ra xì căng đan, cãi nhau chửi nhau để nó kiếm tiền trong cái việc mà xì căng đan đó. Ai nó cũng chửi, ai nó cũng nói, nhưng cái chửi cái nói nó ra tiền, nhưng cái chửi cái nói các anh em không ra tiền đâu. Đấy là cái đầu óc chiến thuật của một thằng danh ma, danh khôn. Nên câu chuyện mà nó cứ bình bình quá, lâu lâu không có chuyện đánh nhau, không có chuyện để kể nhau. Nhưng ngày mai ui ngoài kia câu chuyện giống như anh kể lại câu chuyện. Sáng nay báo tin thành phố Hải Phòng đang một chuyên án lớn, đang phá một vụ án kinh dị giết người tập thể. Thứ nhất là vụ án rất là đường ở trên đường số 11 đường Anh Khê, thành phố Quận An, thành phố Hải Phòng. Có một chuyện án mà xảy ra đó là thằng Đức cắn con chó chết đấy, gì tít. Xong chiều bắt đầu 2 giờ chiều bố mẹ đính chính lại, con chó cắn thằng Đức chết đấy. Đúng, đúng, tóm lại người độc giả, người xem và người ta tò mò rồi lại xem tiếp, người ta lại chả hiểu đó là câu chuyện gì. Nên là câu chuyện giật tít nó rất quan trọng. Khi tạo xì hướng đàn để thu hút đám đông chú ý về một hướng. Nên là những câu chuyện gì mà của anh nó chìm quá, thỉnh thoảng anh lại cho con số lô đè vào. Anh giật cần câu, một cái cần câu rất thâm, câu những lòng tham và câu những con người tò mò tìm anh. Tại sao anh không cho liên tiếp? Anh có những con số trong tay, tại sao anh không tuôn ra ngoài thị trường? Thậm chí anh có thể tuôn ra, anh xây nhà, xây cô nhi viện, xây bệnh viện, hàng chục tỷ, 20-30 tỷ, người ta sẵn sàng, người ta mở lòng, người ta giúp anh. Nhưng tại sao anh không sử dụng cái đó? Tất cả đều là chiêu bài của anh hết. Em hiểu. Trong tay anh hết. Cứu ai hay không, đó là quyền anh. Đúng rồi. Tay của anh, phép của anh. Thích giúp ai hay không, đó lại là cách anh này. Em là người đã chiêm nghiệm anh cho nhiều nhiều hôm đề mà chỉ có 3 số với 4 số. Thậm chí là bạch thủ, có cả hoa cả, nhưng mà không đủ duyên. Nhưng mà có thấy sai lần nào không đó? Không sai lần rồi. Nhưng mà anh cho anh bắt này không được chơi. Cho nhưng mà bắt ngồi đây không được chơi. Ôi thích chỗ đẹp được, địt bạn đúng 6:30 lỗ nhảy mày dám chơi tao. Ngồi luôn đây tao cho mày đọc luôn số cho mày xem. Không, bản thân em là anh cho rồi, cho nhiều rồi. Không được chơi. Đó, cấm chơi. Cấm chơi. Anh có lý do của anh, cờ bạc nó không bền. Nên lại chú mình ngưỡng này, chơi cho nó vui. Còn làm ăn vẫn là cái gốc rễ của mọi sự phát triển thành đạt. Chú có một chí, nhưng cái quan trọng nhất là chú chưa có kim chỉ nam, chưa có một người gọi là phò tá cho em làm những việc đến nơi đến chốn. Đúng rồi. Chưa có một quân sư để phò mã cho em, để em đi nước đại. Phò mã là gì? Phò mã là đưa em đi vào nước đại, là đặt vào ván cờ hết tay để em lên được con người. Đúng rồi. Vận đến số, số đến ngày, chỉ cần cờ đến tay em phất phát là em lên người. Chứ đừng bao giờ vội vàng giúp tốc. Làm sao? Giúp tốc là bất thành. Thế thôi. Cứ thế mà làm thôi. Cái cẩm nang của anh rất đơn giản. Nhân, nhu, nhường, nhịn. Ở ngoài kia có bàn bia. Các cao thủ đến đá bia thể hiện tạc 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 tạc. Nếu em đá bia chắc không được. Đấy anh nói. Các cao thủ thể hiện thoải mái. Thế nhưng mà tất cả các cao thủ khi gặp anh đi ỉa hết. Khi đá bình thường anh có thể thua một cách huy hoàng, rực rỡ. Nhưng đến lúc khi mà cá nhau mất một cái gì phát thì tất cả mọi người đều thua cuộc anh ấy. Đấy mới cái điều đáng sợ. Anh không ngùng hụt, rất từ tốn nhẹ nhàng. Đấy cái tính nết của anh ấy. Người ta chạy bằng cao tốc nhưng anh đi bằng xe bò, xe chở nợ. Thậm chí đi bộ cũng được. Nhưng cái chậm nó chắc, những cái vội vàng chỉ ngã đau và trả lại bằng chính
hành động ngu dốt của người ta. Thế là sống trong cuộc sống này, người ta lặng về đồng tiền, người ta lao theo đồng tiền. Anh không lặng đồng tiền. Anh chả lặng cái gì cả. Bởi vì anh có cần tiền đâu. Tiền anh đầy rồi. Nhà cửa anh đầy rồi. Bản thân em nhiều khi cũng... Anh em anh đầy rồi. Và mọi việc anh tốt, anh đầy rồi. Xây nhiều chùa rồi. Làm phước quá nhiều rồi, đầy rồi. Nên cái gì anh cũng đầy lên, anh không thiết cái gì. Anh cứ bể nó mọi chuyện bình bình để đấy. Phải tu được cái tính không vội, không nhanh, không ẩu và không cái gì cũng sồn sồn. Thành công hết. Anh quý chú, anh hứa danh dự chú. 25 đến 25 rưỡi chú lên đi. Nếu thiếu tiền anh bơm tiền cho chú đi. Anh không có nhiều nhưng nửa tỷ là anh có thể bơm cho chú được. 2 năm rưỡi chú lên đi. Không nhiều, không ít, không có, quay tìm anh. Nửa tỷ anh đầu tư cho chú được. Anh có một cái bài viết mà anh vừa mới đăng lên trong cái Facebook của anh ấy. Trong cái fanpage của anh. Anh nói về một cái người bán chủ của cái cà phê Trung Nguyên. Người ta giả ơn một người cho vay 200 triệu lúc cơ hàn nhất. Đấy là cái người này. Chữ tín, người này tôi kính nể lắm. Các bạn ạ, đọc ngẫm con người này, tôi đáng lẻ lắm và khâm phục. Người ta cho ông Nguyễn Vũ vay 200 triệu đồng trong những ngày đầu gây dựng sự nghiệp đầy khó khăn. Và ông đã trả món nợ suốt 23 năm mỗi tháng. Đúng ngày trả đều đặn 25 triệu. Vì con số đó đến giờ đã lên tới 6 tỷ 900 triệu đồng. Đó là câu chuyện về một người mang niềm tin cho vay và một người biết giữ chữ tín. Câu chuyện này nó hay mà. Bản thân em thật sự anh rất muốn vượt ra khỏi cái môi trường sống bây giờ. Nếu như mà chú làm ăn, nếu như chú phát triển, anh sẵn sàng cắt tiền đầu tư cho chú được. Nhưng nếu như chú chơi bời cờ bạc, anh không bao giờ đầu tư cho chú. Dù giúp chú được con số, có thể cho chú được trịch diện một con lô, một con đề ngày mai, không cho. Bởi vì anh nói câu là bố anh còn không cho. Đừng nói anh em trong nhà. Giống như anh mà giúp em bây giờ thì cũng giống như là... Nó làm chậm sự phát triển của em đi thôi. Trợ giúp của đất đèn và giống chuối. Đúng rồi. Chuối đang ngon thì đừng có giấm. Đúng rồi. Nó ăn không ra gì cả. Không ra gì cả. Cứ để chịu mưa chịu nắng thì tự chín. Em vẫn ngấm mưa quá. Anh đã từng dạy em theo những kiểu vòng xa như kiểu là Khương Tử Nha 75 tuổi xong đi anh dạy xong rồi phải chờ ngoài 80 đi anh dạy. Em vẫn ngấm. Người ta vội. Bởi vì vội nó không cứu được người ta. Cái vội của con người ta sẽ dẫn con người ta đến thất bại. Nhưng tại sao anh năm nay 37 tuổi anh rất chậm chãi? Bởi vì như anh nhá, anh có một cái định kiến là năm 37 tuổi thì anh tính cho 40 tuổi. Năm 40 tuổi anh tính cho 43 tuổi. Năm 43 tuổi anh tính năm anh 46 tuổi. Tức là cứ tính 3 năm trước khi anh có mặt ở nơi đó, anh đã phải tính trước. Bởi vì cái năm anh 37 tuổi thì năm anh 34 tuổi anh đã tính được anh có những cái gì trong năm 37 tuổi. Trong livestream anh vẫn nói rõ mà. Năm 39 tuổi anh có gì, năm 42 tuổi anh có gì. Anh vẫn nói với cộng đồng ở Việt Nam, trong nước và ngoài nước, anh nói về định kiến của anh, những năm phát triển của anh. Chưa bao giờ anh sai một cái gì. Em biết anh đến giờ em thấy rằng chững chạc chính anh hơn rất nhiều. Sau mà rõ ràng anh báo trước mà ngã mà vẫn cứ ngã. Không làm gì. Biết trước mình sẽ ngã mà ngã ngày nào, giờ nào mà vẫn cứ phải làm. Dù đã tránh né rồi. Làm nghiêm bất động 6 tháng, ngã xong rồi làm bất động 6 tháng vẫn không làm nghiêm được. Anh bảo là càng có gậy càng chết, vẫn cứ quọ quại, vẫn cứ không làm gì. Kiểu như là số 5 năm giờ chiều nay mưa rồi thì không làm cái nào hết mưa. Thôi cố gắng. Đã. Quý anh chưa? Yes, rồi. Lúc nào hoạn loạn quá, gọi điện cho anh. Dạ. Anh sẽ là kim chỉ nam, chỉ đường cho em. Đã. Lúc em gục ngã là lúc bờ vai anh sẽ giữ. Đã. Cho em một cái bờ tường. Để che mưa, che nắng và che sự gục ngã em. Để không để cho em ngụp hẳn. Dạ. Nhớ một điều là không bao giờ được phép chạm mặt xuống đất. Mà lúc nào phải ngửa mặt lên trời. Dù bất cứ ở tư thế nào. Dạ. Nha. Rồi. Cảm ơn anh. Lúc nào khó khăn hay ngã, bắt đầu chớm ngã. Ok. Anh xin chỉ nào. Thôi có gì em xin phép. Ok. Mày nào ông già xuống thì xin phép. Ông già ok chưa? Ông già ok. Em xin phép có gì thì anh em có gặp là xong. Ok. Bố em đi Sài Gòn. Ok. Thì có gì thì hôm nào đấy em cần yếu của anh. Được rồi. Ngọc bất trác, bất thành kính, người không điện người không tài. Dạ. Có tâm có tín, có lòng sẽ thành công. Vâng. Ok. Vâng, thế thì lựa chọn. Hello anh chị.
Cúc cu anh chị. Anh chị xuống có việc gì anh chị? Anh chị ở máy đâu nhỉ? Ok, chị lấy ghế cho em. Đào cho em. Anh chị để cho em nghỉ 15 phút nhá. Tự nhiên mặt em nổi đầy mụn, chắc là tối em chưa ăn gì. Để em đi ăn tí cơm. Cho em ăn cơm phát. Anh chị ra ngoài ngồi chơi một tí để em ăn cơm xong phát em vào mà. Mặt tối em đầy mụn, ghê quá. Chào Dương nhá, chào Dương Tino, cho em nghỉ 15 phút. Chúc anh em buổi tối may mắn trong tất cả tình yêu thân thương và tình yêu thân mến. Và chúng ta đầu xuân năm mới 2020 gửi lời nói yêu thương đến tất cả bà con với đồng bào trong nước, ngoài nước. Nếu anh em cần xem bói hay cần một cái gì cửa nhà ra sự soi đất đai mồ mả, hay các bạn phải di cung hoán số, mở lộc hay gọi lọ kia, hay là bắt ma trừ tà, vong tà hay căn quả, thì các bạn có thể đến Phủ Long Đức, tôi cứ giải quyết hết các bạn. Không mất 1.000 nào hết, không mất 1 xu nào hết, và đéo phải cần phải cúng bố con nào hết. Khẳng định luôn, các chị chuẩn bị phải lên sập công đồng, trình đồng ở phủ gia căn, tiến số, tiến hào, tiến cung và trả mã tào quan, di cung hoán số, phả độ gia tiên, bắt ma, bắt vong, nhốt vong, rồi mở cung độc cung tài, hay là mở cung dở hơi ăn cắm lợn gì đấy. Các bạn phải mất tiền cho thầy cô bóng cậu, thì các bạn đến tôi giúp không công, không mất đồng nào hết, đéo phải tin bố con nào hết nhá. Trên đời này người ta chỉ tin những cái con người giỏi và có tài, có tâm, có tầm thôi. Còn nếu như các bạn mà đi tin mấy bọn đồng cô bóng cậu ăn tục nói phép, ăn rau má phá đường tàu thì các bạn khổ. Còn tôi xin giới thiệu các bạn, tôi không ăn cơm thì tôi sẽ ăn cứt. Còn các bạn có ăn cứt hay ăn cơm rồi đấy là quyền các bạn. Nhưng tôi chỉ chọn cơm thôi, cứt tôi không ăn được đâu. Nên là các bạn đừng gạ tôi ăn cứt nhá. Anh em hiểu chưa? Tôi không ăn cơm thì sẽ ăn cứt, nhưng cứt thì tôi không ăn được đâu. Có xào lấu chiên chiếc rán lên thì tôi cũng chịu lắc nhá. Chào một số anh em nhá. Tôi cũng đang chuẩn bị muốn sang Nhật một chuyến. Sang Nhật để du nhập, học những cái hay cái hỏi của người Nhật. Nếu như bạn nào bên Nhật mà đợt này lo cho tôi một số công việc, tôi muốn sang bên đấy ở lại 1 tuần 5 ngày. Bạn nào cho tôi xin ở trọ lại. Bạn nam giới nhá, nữ giới tớ không ở đâu. Nam nữ thọ thọ bất tân, đêm hôm các bạn hiếp tớ thì sao? Cành vàng lá ngọc của tớ phải giữ lại thân mình. Nên là các bạn nhá, bạn nam nào mà có ở nhà bên Nhật thì cho tôi ở lại 1 tuần để tôi tìm hiểu người Nhật. Tôi sẽ học cách sống người Nhật, làm theo người Nhật để du nhập về người Việt Nam, đào tạo cho Phủ Long Đức, đào tạo cho những đứa trẻ và đào tạo những người ở Phủ Long Đức này. Dạng tuyệt vời lắm, rất thật, rất chân thật, cực tốt luôn, Chu Nan. Dạ, cháu cảm ơn cô. Người ta có câu là thiên ý tìm minh sư cơ mà. Tôi đã nói anh em rồi, trong những năm vừa qua có nhất thù hằn người nào tôi tha thứ hết. Người nào thù hằn tôi cũng bỏ qua hết. Và tôi không nói xấu ai nữa. Tôi không nôi lên mạng chửi bới, nói bậy bạ nữa. Hạn chế đi. Nói điều hay nữa phải, mình người tốt cơ mà. Cứ đi nói xấu mãi sao được. Tôi muốn sang Nhật. Tôi có muốn mở một dịch vụ ở bên Nhật. Và tôi cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu, xây dựng cái tổ đường người Việt Nam bên Nhật. Nếu như mà dự án này của tôi thành công, tôi hứa danh dự với người Việt Nam, tôi sẽ xây được một ngôi đền thờ ở châu Âu và ở Đông Nam Á này. Tôi sẽ xây dựng tổ đường người Việt Nam ở châu Âu và Đông Nam Á này. Nhưng tôi cần phải sang nước Nhật, tìm hiểu hệ thống đền thờ của người Nhật, cách thờ cúng người Nhật và cách hoạt động của người Nhật. Vì cái nơi đó cần phải học, học về update và bồi bổ cho người Việt Nam chúng ta thì mới là tốt lên được. Con người ta phải mở lòng, mở rộng, học hỏi, đừng ích kỷ. Mọi người tắt bớt tiếng ngoài kia đi rồi. Ôi xem trong lại còn xem ngoài làm cái gì. Bởi vì tôi cần sang Nhật để học, du học để làm cái gì? Học về để giúp người Việt mình tốt lên, vươn lên chính mình,
Tôi khác với anh em là đi nước ngoài là mất hút. Còn tôi là đi nước ngoài học về để cứu người Việt mình. Nên là tôi sẽ muốn cái điều này rộng lớn hơn, tốt hơn, tầm nhìn hơn với đồng bào người Việt Nam trong nước và ngoài nước. Anh em nào mà có duyên giúp đỡ được cho bà con hay có nền tảng gì mà đầu tư kinh doanh cùng chung với tôi để lấy tiền về để nuôi trẻ con mồ côi, nuôi người điên, người dại, người tâm thần và chung tay góp sức cùng xây dựng cái tổ đường người Việt Nam, xây dựng cái cô nhi viện mà tôi đang xây dựng, thì các bạn lên cùng nhau làm với tôi. Bởi vì tôi rất cần tiền. Cần chứ không phải xin các bạn, mà cần cùng nhau làm. Bạn nào làm ra tiền, cái gì ra tiền nhanh, lúc này làm được hãy chỉ cho tôi cùng làm với các bạn để kiếm tiền nuôi bà con. Thủy Nguyễn nhá, ok. Cô Thủy Nguyễn là cứ máu cái chuyện gì ấy nhỉ? Anh Tuấn nhá, nếu như bạn nào mà làm thì phát triển. Tôi đang rất cần những cái tài chính mạnh để làm những tài chính lớn, bởi vì cần sự đầu tư cùng anh em kiếm tiền. Nếu như bạn nào cần kinh doanh, bạn nào cần vốn đầu tư chung, bạn nào cần làm giàu và trích những số tiền của mình ra hàng tháng để nuôi bà con ở Phủ Long Đức, làm được điều này tôi sẽ xin hiến kế và làm quân sư cho các bạn. Trong quá trình thành công hay thất bại tôi sẽ nói trước cho các bạn trong mọi công việc. Nếu như các bạn nào cần đầu tư tiền để làm, tôi có thể đầu tư tiền cho các bạn. Và xin trích một phần tiền lương hàng tháng ra để nuôi bà con của Phủ, tôi ủng hộ luôn cho các bạn. Kế sách tiền mặt để các bạn làm, tôi dám hứa dám làm đấy, bởi vì tôi không giàu. Nhưng tôi khẳng định các bạn những gì tôi nói là tôi làm được. Ok Thủy Nghiễn nhá, không sao cả. Thủy Nghiễn nếu như cần mà kinh doanh, nếu như cần kinh doanh thì bạn cứ về Phủ, tôi với bạn cùng nhau lên danh sách. Hiện giờ là có thể làm đất kẹp, đất dự án, đất thổ cư, hay là chuyển đổi canh tác, hay là buôn đất với tôi, ủng hộ luôn. Riêng nếu như mà bạn làm điều này được, tôi sẽ ủng hộ cho bạn hết cuộc đời này. Cảm ơn Điệp Nguyễn nhá. Nếu như các bạn mà đầu tư ok. Được. Em đang muốn mở lồng bè nuôi cá, anh hiến kế cho em được. Tất cả các bạn muốn vay tiền ngân hàng, các bạn muốn đầu tư vốn chung đụng với tôi sẽ ủng hộ cho các bạn vốn để các bạn làm được. Nếu tất cả các dự án các bạn mà thành công mà làm ra tiền, tôi sẵn sàng rót vốn cùng các bạn cùng làm để lấy tiền về nuôi bà con, những người nghèo, người khổ, ủng hộ luôn các bạn. Còn với những người nào Dũng Trung nhá, anh có vợ rồi, vợ anh sinh gái luôn, nên là giới thiệu gái với anh không thích đâu. Ví dụ như lúc này mà chú giới thiệu cho anh 5-7 tỷ, chục tỷ để xây cô nhi viện thì anh đồng ý. Chứ còn nếu như giới thiệu vợ cho anh thì anh nói thật là tất cả những cái vợ bây giờ xác định ấy là anh không thích. Anh chỉ thích tiền thôi nhá. Bởi vì các bạn hiểu như này, các bạn bán hàng online không có lượng thu hút. Các bạn bán hàng không có lượng thu hút và cái cuốn hút của bạn nó không có. Sản phẩm bán ra không đến cái tay người tiêu dùng. Người mua không có niềm tin, lời nói không có trọng lượng. Các bạn phải nên nhớ là chính vì điểm yếu nhất là cái thương mại và cái tạo đột cách ở trong cái lời nói, trong cái live stream này không làm nên biến thiên mà làm nên cái đột biến, làm cho những người xem nó nhàm chán. Nếu như các bạn cứ diễn một câu chuyện, suốt ngày diễn một câu chuyện nó sẽ nhàm. Nên là cái live stream của tôi nó khác hoàn toàn. Lúc tôi là thằng điên cởi chuồng, lúc tôi là một thằng chùm ma túy, lúc tôi là một chúa thiên tài, lúc tôi là một nhà khoa học, lúc tôi là một nhà văn, lúc ông thầy cúng, lúc ông pháp sư, lúc ông bác sĩ, lúc ông là thần điên, thằng dở, thằng dại, thằng thiên tài, không biết đâu mà lần được. Các bạn xem live stream của tôi, các bạn sẽ hiểu là con người khó định kiến. Nên thì người ta mới gọi tôi là Trạng Đức, Hải Phòng. Tôi sẽ sang Nhật. Máy Hoài Hương, ok, được. Tôi sẽ kiểm tra máy Hoài Hương là ai, tôi sẽ kiểm tra luôn.
Nếu như bạn máy quay hương cần tôi nhá, thì tôi sẽ giải quyết luôn các bạn, xem mà tắt cái gì tôi sẽ giải quyết cho các bạn luôn. Máy quay hương bạn cần cái gì tôi sẽ giúp đỡ các bạn. Nhạc nào cũng nhảy được. Tôi nói cho các bạn nghe này, một cái quản trị doanh nghiệp, một cái quản trị của một hệ thống lớn, đầu tiên con người ta muốn thành công, thứ nhất là người ta bắt buộc phải quản lý chính đồng tiền của mình và thời gian sinh học của các bạn. Các bạn không thành công, không giàu lên được là do các bạn không biết quản lý đồng tiền các bạn và thời gian sinh học. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, các bạn phải đầu tư đúng chỗ. Nhưng các bạn đầu tư tôi xem có một việc này với anh em nữa, là tôi sẽ mở một văn phòng Facebook phần mềm, rất cần những đối tác là tương tác đầu tư vốn với tôi, mở một văn phòng phần mềm lớn nhất Việt Nam này, một công ty phần mềm, một tập đoàn phần mềm. Nếu như bạn nào hỗ trợ cùng nhau làm với tôi, ok, chung vốn 50-50, bạn 1 tỷ tôi 1 tỷ, bạn 5 tỷ tôi có 5 tỷ, chung nhau để làm cái phần mềm, phát triển phần mềm cho doanh nghiệp, cho quản trị và Internet và Facebook, website, Zalo, Viber, tất cả các chương trình quảng cáo trên mạng. Chúng ta sẽ thâu tóm hết cả cái thị trường tin học ở đất nước Việt Nam này. Nếu như có tôi đứng lên, tôi khẳng định các bạn, nếu như ở trong cái đất nước Việt Nam này, tôi đứng lên ở trong ngành này, tôi sẽ là ông vua của ngành này. Không ai thống trị được bằng tôi được. Nếu như các bạn mà muốn làm, bởi vì cái số tiền mà tôi sẽ kiếm được ở trong Internet này, tôi sẽ nuôi toàn bộ những trẻ con mồ côi, và số tiền còn lại xây các đình, chùa, miếu mạo hàng tháng. Trung bình mỗi một tháng sẽ bỏ ra nửa tỷ đến 1 tỷ xây các đình chùa. Nếu như tập đoàn của Phủ Đông Đức mà sẽ được nhà nước hậu thuẫn để cho hoạt động, thì tôi sẽ kêu gọi được cái vốn của nước ngoài, kêu gọi được vốn của quỹ quốc gia để xây dựng những đền chùa, cô nhi viện, phục vụ cho đất nước, phục vụ cho cộng sinh, cho người Việt Nam mình, được nhờ. Các bạn phải hiểu như trong những ngày vừa qua một mình tôi làm được hàng bao nhiêu thứ, thì cái đầu của tôi nó lạnh và nó tốt như thế nào. Một lúc điều khiển rất nhiều những quân cờ, nhiều quân cờ phục vụ cho tôi cùng ở trên bán cờ, mà tôi không phải thầy bói, tôi không phải thầy đồng, không phải thầy cúng. Tôi là một doanh nhân. Vì sao tôi thành công và thành công bằng rất nhiều tiền trong thời điểm này? Thế là các bạn phải hiểu là phải tìm những người giỏi và chúng ta học nó, phải xem nó làm được những cái gì, thành thực hay không. Anh em ạ, tới đây tôi mở ra một cái công ty máy tính, công ty phần mềm máy tính. Nếu như bạn nào làm chung tay cùng với làm tôi, ok, tôi giúp đỡ. Mở ra một xưởng mộc, làm để cho những người điên, người dại, những người nghèo, những người bệnh tật đến ở với tôi, họ không ăn việc làm. Mở ra một xưởng cơ khí để cho những người nghiện, những người xã hội, họ đến tu dưỡng, họ cai ma túy, họ đến tu dưỡng, họ có nghề nghiệp sau này. Tôi sẽ mở ra một cái cửa hàng buôn bán thực phẩm, thức ăn, ví dụ như ăn chay, đồ chay, bán. Và hàng mùng 1 hôm rằm sẽ miễn phí cho bà con đến ăn. Dù tôi lỗ tôi cũng chấp nhận. Tôi sẽ mở một cửa hàng cơm chay miễn phí cho cả nước Việt Nam này đến ăn. Tôi dám nói, tôi dám làm. Nếu như khi đợt này tôi xây dựng cái từ đường xong, cái cô nhi viện xong ở cái số cầu rào 2 này, nhà nước ghi nhận, thì hàng ngày sẽ có cơm chay miễn phí cho tất cả mọi người đến tu hành ăn. Từ người điên, người dại, người bệnh, người tật, những người ăn xin đến ăn. Và đến người giàu cũng đến ăn được hết. Miễn phí hết. Ủng hộ cho bà con luôn. Tôi cũng rất là cần những anh em nào có tài trí đức nào mà làm được kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt. Giúp cho những người đang vỡ lợ tôi. Họ có công ăn việc làm. Tôi muốn mở ra một cái cửa hàng ăn, cửa hàng uống. Và mở ra những cái vật tư xây dựng và tạo điều kiện cho bà con có công ăn việc làm ở Phủ để kiếm tiền. Trong những ngày vừa qua, bà con của Phủ là sử dụng đồng tiền của ông lớn. Nhưng tới trong năm 2020 này, bà con sẽ tự động làm để kiếm tiền nuôi bà con và nuôi những người nghèo khổ khác. Tôi sẽ hướng dẫn cho những người ở Phủ của tôi sẽ làm và kiếm đồng tiền trong sạch, mồ hôi nước mắt để nuôi bà con. Đây là những cái mà giỏi mà tôi đang làm. Và tôi cũng hướng tới đây
xây dựng cái tổ đường ở Việt Nam ở ngay cái khu Bà Đê, tổng đầu tư của tôi là 10 tỷ. Thực sự bây giờ là tôi đang kêu gọi của nhà nước, kêu gọi những người giàu có, những doanh nhân nổi tiếng để cùng tay làm với tôi, nhưng không biết liệu họ có nghe tới không. Nhưng tôi mong làm sao mà trong tháng này và tháng sau sẽ gặp được những nhà đầu tư tầm cỡ, người ta rót vốn để cho tôi làm những việc tốt cho đời. Chẳng nhẽ khi những người tốt như tôi mà lại không được được những người tốt khác để giúp đỡ. Tôi tin chắc chắn rằng sẽ có người nào đó, một tấm lòng nào đó, một con người nào đó, họ sẽ nghe cái clip này, họ sẽ tìm hiểu tôi và sẽ giúp đỡ tôi để có mượn kinh phí của quý vị để tôi xây dựng cái tổ đường và cái cô nhi viện này với nhà tình thương này để cho bà con mọi người. Làm đơn vị vận chuyển hàng hóa Việt Trung, Trung Việt được không chạ? Ok Ngọc Mai, được. Tôi quan hệ rất tốt với bên Trung Quốc. Nếu như bạn cần một cái gì liên quan đến hải quan, thông quan hay là đi qua đường thủy, đường bộ, đường hàng không, tắc bất cứ loại nào, tôi có thể luật lá làm hết cho bạn được. Kể cả những cái phương thức chuyển tiền, giao dịch bị khóa tài khoản, tôi có thể mở lại hết cho các bạn được. Nếu như các bạn nào mà bên Trung Quốc chuyển tiền về Việt Nam mà bị khóa, bên Việt Nam chuyển tiền sang bên Trung Quốc bị khóa, thậm chí bị giữ người, mất người bên Trung Quốc, tôi sẽ lấy về cho các bạn được. Khẳng định điều này tôi làm được. Tôi vẫn đang làm mà các bạn, mỗi một tháng bây giờ thu nhập của tôi là nửa tỷ đến một tỷ, thu nhập cá nhân của tôi là nửa tỷ đến một tỷ, trung bình truy và thu tất cả những người đang chi tiêu của Phú Đức là 400 triệu đến 500 triệu, Tết này phải đến tầm 600 triệu, và tất cả những các đền chùa khác công đức vào là rơi tầm 200 triệu đến 500 triệu, tùy vào những các đền chùa hạng mục mà tôi đầu tư. Tháng nào tôi cũng đầu tư, ngày nào tôi cũng làm và ngày nào tôi cũng phải làm, và tháng nào tôi cũng phải đầu tư mất tiền. Trung bình quân là tầm nửa tỷ đến một tỷ là chuyện bình thường. Đấy là chuyện tôi đang thể hiện mà muốn nói. Hạn mục là trong vòng một tuần nữa là tôi phải bỏ ra trong vòng 400 triệu, từ giờ đến mùng 10, bỏ ra 400 triệu để xây cái nhà cho bà con. Và trong tháng 1 và tháng 2 này phải bỏ ra trong vòng nó là 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi để hoàn thiện. Tháng 2, tháng 3, tháng 4 này sẽ hoàn thiện tiếp cái giấy cô nhi viện vào mất tầm 500 triệu đến 1 tỷ. Và bắt đầu là sẽ đến tầm tháng 3, tháng 4 là xây cái từ đường ở Việt Nam. Tổng là 5 tỷ tiền Việt Nam. Thì các bạn cứ cộng vào hộ tôi xem nó là bao nhiêu tiền. Không đơn giản. Các bạn phải lên cùng nhau làm. Nếu như bạn nào có tâm, có tầm muốn cùng nhau làm, hãy chung tay với tôi cùng làm. Tôi làm, tôi sẽ giao toàn bộ số đất đai này cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Tôi không cần của tôi. Tôi sẽ công đức toàn bộ cho Hội Chữ Thập Đỏ của người Việt Nam. Tôi không cần những ngày. Khi xây dựng xong, tôi chỉ cần quản lý, giúp bà con ở đấy sinh tồn và tồn tại. Sau đó, tôi sẽ đi vùng khác, tôi sẽ xây dựng tiếp tục. Và trên đất nước Việt Nam này, Nam Trung Bắc, tôi sẽ đầu tư tất cả đất nước Việt Nam này. Tôi khác với Uyên Group và tất cả Nhật Vượng ở một điều là quý vị chỉ xây những nhà lầu xe hơi đắt tiền cho những người giàu có ở. Nhưng tôi khác với là người ta xây những nhà đắt tiền, nhiều tiền cho những người giàu có ở. Tôi khác với họ là điểm là tôi xây nhà cho những người nghèo, đói, vô gia cư và những người không còn gì để mất họ ở. Đây là cái mà cái tâm của tôi nó khác với những người kia. Người kia là người ta xây những cái đẹp để cho những người đẹp người ta ở. Tôi là người nghèo, thân phận là một người không giàu có, nhưng đi xây những cái nhà tình thương cho những đứa trẻ mồ côi, cho những người điên, người dại, người tâm thần, những người ốm đau họ ở. Tôi cảm thấy sướng rồi. Còn thứ khác tôi không quan tâm. Tôi sẽ xây dựng lại cái từ đường người Việt Nam ở cái vành đất mới. Tôi mới mua 2.000 mét đất ở ngay gần đây thôi. Mới 2.000 mét đất trong 2 tháng 11, tháng 12 vừa qua tôi tiêu mất 4 tỷ.
4 tỷ tiền Việt Nam và 5 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi chị Hương Ly chị lừa tôi. Thì các bạn biết là 1 năm tôi tiêu là bao nhiêu tỷ? Tôi sẽ đầu tư, tới đây tôi đầu tư lại và sử dụng. Và hiện giờ là tôi đang bán 4 cái lô đất của tôi đi, tổng là hơn 4 tỷ. Bạn nào mua đất, tôi trực tiếp tôi bán cho các bạn. Tôi đang có 4 căn nhà, tổng bán đi là hơn 4 tỷ. Bạn nào có nhu cầu mua tôi bán rẻ. Mỗi một căn nhà chấp nhận lỗ 100 triệu so với giá sàn thị trường. Bạn nào mua tôi bán. Mỗi một căn nhà lỗ 100 triệu, thậm chí 150 triệu được lỗ để lấy tiền mặt xây dựng ngay từ đường. Tôi chấp nhận. Bạn nào mua 4 căn nhà của tôi bán. Một căn nhà là 4 tầng, một căn nhà là 2 tầng, một căn nhà là 1 tầng, 2 căn nhà 1 tầng. Bạn nào mua tôi bán, lỗ tôi cũng bán, 150 triệu một căn nhà, chấp nhận tôi mất. Bạn nào mua tôi bán, tổng vị trí bán đi là hơn 4 tỷ. Số tiền đó tôi đem đi công đức hết, xây cô nhi viện, xây từ đường. Hoàn toàn hiến hết cho cộng đồng người Việt Nam, chứ không giữ cho cá nhân tôi làm gì cả. Cái này là tôi mang tính chất cục bộ để làm việc, chứ không phải mang một cái kinh doanh lợi nhuận gì để kiếm tiền bỏ túi hay là làm giàu gì với ai nhá. Xin anh em và xin tất cả bà con ủng hộ cái điều này. Anh em nào mà muốn lập nghiệp, làm giàu, muốn suy nghĩ và thay đổi cái tầm nhìn, các bạn phải tìm những người giỏi mà tìm, học hỏi những người tài để mà lên người. Chứ đừng tìm những cái người mà liên thuyên rồi vay mượn tiền bạc không giả, ai cũng vay lợ lần chồng chất, lừa trên dưới các bạn không bao giờ khá lên được. Đừng đặt niềm tin với những kẻ đó, mà tìm vào những người tài giỏi, người ta đang có tiền, có quyền lực trong xã hội. Các bạn bám họ và học họ thì bạn mới sẽ lên người được. Nhá. Ok, thôi tôi tắt cái live stream và tôi đi ăn cơm đây. Xin phép anh em, đây là live stream của tôi nhá. Fanpage của tôi đây. Đây là fanpage của tôi các bạn này. Nhìn này. Fanpage của tôi hiện giờ là cái fanpage mà 3.000 người là fanpage lừa đảo nhá. Cái fanpage của tôi ngày nào cũng live stream này. Ngày nào cũng live stream này. Đó. Ngày nào cũng có live stream trực tiếp nhá. Ngày nào cũng live stream trực tiếp của tôi. Các bạn lưu ý nhá, xin đây là số tài khoản của Phủ Nông Đức này. Nguyễn Hoài Đức 10700226585 Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Xin phép anh em lưu ý nhá, ngày nào cũng live stream trực tiếp và tuyệt đối trên Facebook của fanpage của tôi không cho số lô đề, không có con lô đề nào cho lên đây nhá. Không có gạ ai cho số lô đề hay là cho số lô đề hay là bán số lô đề hay là hôm nay vào bờ hay là chiều nay chốt số cho ai nhá. Tất cả những fanpage đấy đều lừa đảo hết. Fanpage của tôi chỉ có một fanpage duy nhất. Đào Lam chúc trạng sức khỏe đấy, mẹ cho cháu xuống trạng xem cháu hôm nay làm mở hàng được không? Để ăn cơm xong này. À, chừng 15 phút nữa. Ok. Em ăn cơm thôi nhá. Vì là thấy chú vẫn đang live stream. Thôi, tắt live stream tí nữa ăn cơm phát đói lắm. Thì đã đi. Xin phép anh em muốn có fanpage của tôi, các bạn cứ nhắn tin vào Zalo, Viber, Nine trực tiếp. Tôi sẽ gửi link Facebook của tôi cho các bạn để các bạn kết bạn với tôi hàng ngày xem live stream của tôi. Tránh trường hợp lừa đảo, các bạn không tìm tôi trong Facebook tự tìm nữa, mà các bạn nhắn tin vào Zalo, Viber, Nine xin đường link của Facebook của tôi sẽ gửi cho các bạn. Không bao giờ tôi chat với các bạn. Nếu như các bạn mà chat với link giả, nó sẽ tự động, nó sẽ chat với các bạn mà xin tiền rồi đưa số tài khoản khác. Chỉ một số tài khoản duy nhất. Nội dung chuyển tiền thì các bạn nhớ gọi điện vào số điện thoại của mình 0374759999, gọi trực tiếp để xem nội dung chuyển tiền nó là cái gì. Chúc bà con anh em nhá. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết và hồi giờ là 1 giờ 55 phút đêm của dạng sáng ngày mùng 3 tháng 1 năm 2019. Lịch dương lịch của mình là ngày 27 tháng 1 năm 2020 nhá. Anh em nhá, hôm nay là ngày mùng 3 Tết của năm 2020, canh tí vào hồi giờ là 1 giờ kém 5 phút thì đúng hơn. 1 giờ kém 5 phút. Chào anh em nhá, chúc anh em may mắn và nếu như chia sẻ sự yêu thương này để tránh trường hợp bà con
Những người sử dụng fanpage bị lừa đảo, xin tiền, xin thẻ cào, tôi không xin các bạn đâu. Những người già lấy hình ảnh của tôi đi để họ đi lừa tiền, để làm những việc xấu xa, những người đó họ cũng không khác đâu. Nên là tốt nhất là anh em, họ không khá lên đâu, nên là anh em lưu ý là tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ là tôi cho số lô đề, tôi cho cái nọ, cho cái kia nhá, tôi không cho số lô đề. Lưu ý cái điều đấy. Lặng lẽ nhá, mày xóa bớt cái bạn của mày đi, mày kết bạn thằng Phong Hổi nhá. Mày xóa bớt cái nick của Dở Hơi mày đi nhá, mày kết bạn lại cho anh nhá. Bạn bè mày, mày xóa bớt bạn đi nhá, mày kết bạn anh nhá. Cả nhà cho em đi ăn đêm phát. Đói quá. Vớt hết cả mõm. Vớt gì, mấy hôm nay hôm qua mưa tầm mưa tá. Ôi trời ơi. Đợi đi, đợi đi. Đi em kết bạn cho. Ok, đợi chút. Đợi, đợi đi, đợi đi. Hello. Có quá, đợi đi, đợi đi. Có, bún cá. Thôi được, thôi ăn ăn cơm được. Chơi với ông em hai xác đều thua. Ai? Ôi ôi, đá với thằng kém nhất nhà em mà anh còn thua thì sao đá được với em? Nói vào ra thì em nói thật là em chấp tuốt. Hành tinh này bao nhiêu thằng giỏi là gặp em. Mười mấy năm, ở đây có ở chú trên fanpage à? Đây này, em vào trên fanpage rồi, để tìm kết bạn cho. Cái số mới này của anh vào kết bạn thì này nó lại không... Sao nào? Cứ bảo hiện số điện thoại. Cứ bình tĩnh nhá, đây là... Đây là fanpage thì có rồi. Được rồi, đợi tí á, em sẽ ấy cho. Ăn tiếp đi. Tao bắt đầu làm giàu nhá. Đây, vẫn có, tôi nhìn mạng...